Thiên đạo đồ thư quán, Trương Huyền. Trương 1001, Lộ Sung tỉnh lại một Lúc trước quả thực hắn đã ôm thái độ hoài nghi, dự định thăm dò đối phương. Bây giờ lại bị nói ra ở trước mặt khiến cho hắn chợt cảm thấy vô cùng xấu hổ. Danh sư lợi hại như thế, vậy mà hắn còn cảm thấy là giả, còn có nghi ngờ. May mà đối phương dễ tính, nếu không, danh sư giận dữ, thay nằm trăm vạn, ngàn dặm đổ máu đừng nói là hắn toàn bộ hồng viễn đế quốc chỉ sợ cũng vì đó mà gặp nạn mạc đường chủ nhận sai sao như vậy chẳng phải đã nói rõ tất cả những chuyện mà dương sư nói đều đúng không thiền mạch trần nhìn nhau chỉ bằng vào đánh một bộ quyền đã có thể nhìn ra nhiều thứ như vậy có thể nói nhãn lực của dương sư rất kinh khủng nói cách khác đúng như phỏng đoán đây là một vị danh sư cấp bậc bát tinh đồng thời trong lòng hai người run lên loại danh sư cấp bậc này không chỉ nói tới cấp bậc chỉ nói tu vi cũng đã có thể khí thôn sơn hà chấn áp hoàn vũ khiến cho vô số người không dám phản kháng vốn lúc hắn vừa đi ra khí tức toàn thân như là không có giống như người bình thường trong lòng ta không nhịn được có chút nghi ngờ xem ra cũng chỉ có loại cường giả cấp bậc này mới có thể chân chính làm được tới mức phát quy chân ngay cả mạc đường chủ cũng không nhìn ra được người khác có thực lực đều nguyện ý hiển lộ ra ngoài làm cho tất cả mọi người kiêng kỵ, kính trọng. Chỉ sợ cũng chỉ có nhân vật chân chính đi đến đỉnh phong mới có thể bình thản như thế. Nhất cử nhất động cùng không có gì khác biệt so với bình thường. Trong lòng cảm khái, càng thêm bội phục vị Dương sư trước mắt này. Cái gì gọi là cao nhân, đây mới là cao thâm a. Audio điện tử Võ Tấn bền. Thoạt nhìn giống như người bình thường, trên thực tế lại là cường giả đỉnh phong nhất phần tâm tính lạnh nhạt như nước chảy, xem danh lợi như cặn bá, u nhã mà thong dong, lại tự tin như vậy. Là điểm mà vô số người cũng không bắt trước được. Không tin thì ngươi nhìn mà xem, người ta từ đầu đến đuôi không có cái gì khác nhau so với người bình thường. Nếu đi vào trong đám người, ai cũng không nhận ra được. Loại năng lực ngụy trang này khiến cho bọn hắn mặc cảm. Khó trách tên quản gia kia có thể lớn lối như thế, gia đình của quan tể tướng thất phẩm, thân là quản gia của danh sư bát tinh kiến thức rộng rãi chuyện xem thường danh sư lục tinh cũng không có gì là kỳ quái thậm chí có khả năng thực lực mà mọi người thấy đều là ngụy trang tu vi chân chính không chỉ đơn giản như hóa phàm nhất trọng nếu không đường đường là danh sư bát tinh nhân vật siêu cường thánh cấp làm sao có thể coi trọng như thế với một con kiến hôi thậm chí còn ủy thác trách nhiệm nghĩ đến đây trong lòng hai người đồng thời đổ mồ hôi lạnh May mắn, bọn hắn không có vô lễ với vị tôn quản gia này, nếu không nếu thực sự ra tay, có khả năng mấy người bọn hắn đã nằm xuống ở nơi này rồi. Không cần xin lỗi ta, danh sư có tinh thần nghi ngờ là đúng. Quả thực cũng có ít người giả mạo danh sư cấp cao, đi bốn phía lừa gạt, cần phải tra xét thật kỹ. Tránh cho người ta vàng thao lẫn lộn, làm dơ bẩn thanh danh, danh danh sư đường chúng ta. Thấy mà Cao Viễn đã xin lỗi, dương sư cũng không có ý tứ truy cứu mà dùng lời lẽ ý vị nhìn qua mang theo giọng điệu giống như trưởng bối giáo huấn vãn bối dương sư giáo huấn đúng mà cao viễn vội vàng ôm quyền đứng dậy được rồi lui ra đi trên chuyện này ta không hy vọng những người khác biết có lẽ người biết phải xử lý như thế nào đúng chứ dương sư khoát khoát tay vâng mà cao viễn gật gật đầu mang theo hai người hồng thiển mạch trần khom người lui ra ngoài Vừa rời khỏi sân nhỏ, mấy người đồng thời cảm thấy người thả lỏng, lại nhìn lẫn nhau, đều xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu mình. Mặc dù vị dương sư kia không có tản mát ra khí tức kinh người, cũng không có lớn tiếng quát lớn. Thế đôi mắt lại giống như có thể nhìn thấu người khác, xé rách toàn bộ lớp ngụy trang bên ngoài thân bọn hắn, khiến cho ba người cảm thấy như đang trần trụi đứng ở trước mặt người khác, không có một chút bí mật nào có thể giữ được. "Lão sư, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Quá nửa ngày sau khi khôi phục lại, Mạch Trần không nhịn được phải hỏi một câu. "Trở về đi." Mạc Cao Viễn khoát tay nói. "Trở về?" Mạch Trần sững sờ. Bọn hắn phi hành gần nửa tháng mới tới, gặp mặt một lần, sau khi nói mấy câu đã đi, như vậy cũng quá nhanh a. À. Đã xác định vị dương sư này đã vượt xa ta trên chức nghiệp danh sư, đã như vậy chúng ta còn ở lại chỗ này làm gì?" Mạc Cao Viễn lắc đầu nói, làm cho người ta chán ghét hay sao? Cái này Mạch Trần ngây ngốc một chút rồi lập tức cũng hiểu được mọi chuyện. Cũng đúng, đặc biệt tới đây để xác nhận thân phận đối phương, hiện tại đã biết tin tức. Nếu tiếp tục ở lại nơi này, làm cho đối phương tức giận, còn không bằng lập tức rời đi. Thi đấu danh sư ngày mai sẽ bắt đầu, mạc đường chủ và mạch sư đã đã tới đây, không biết có thể ở lại chủ trì đại cục hay không. Nghe thấy bọn hắn muốn đi, Hồng Thiền vội vàng ôm quyền nói. Thi đấu sắp bắt đầu nếu như có thể mời hai vị này tới tỏa chấn, quy cách của toàn bộ thi đấu sẽ lập tức vượt lên mấy phần. Quên đi, đây là chuyện của danh sư Đường huyến Vũ Đế quốc các ngươi. Chúng ta sẽ không nhúng tay vào, mà cao viễn lắc đầu. Huyễn Vũ Đế quốc chỉ là một vương quốc nhị đẳng dưới Hồng Viễn Đế quốc, nếu hắn đích thân tới chủ trì, nghe vậy tương đương với vượt cấp quản lý, như vậy sẽ không tốt. Thực không dám giấu giếm, lần này. Lần này học sinh thân truyền trương sư của Dương Sư cũng tham gia thi đấu, Hùng Thiền vội nói. Học sinh thân truyền của Dương Sư. Mà Cao Viễn nhướng mày, cuối cùng vẫn lắc đầu nói ta vẫn không tham gia. Danh sư đường đã phân cấp, không thể vượt cấp quản lý, nếu không những phân bộ khác cũng tìm hắn tỏa chấn, như vậy không phải mệt chết hay sao? Chỉ là, mặc dù ta không ở lại, nhưng trương sư đã tham gia, như vậy ta sẽ cho các ngươi thêm một chút phần thưởng. Nói xong, cổ tay mà cao viễn khẽ đảo, một cái hộp ngọc lập tức xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hắn khẽ cười một tiếng, đây là một viên linh thạch thượng phẩm, lần thi đấu này, ai có được ngôi vị quán quân thì ngươi có thể ban thưởng cho hắn. Linh thạch thượng phẩm, hồng thiền thoáng cái hít thở dồn dập hẳn lên. Linh thạch thượng phẩm, một viên có thể đổi được một vạn viên linh thạch trung phẩm. Loại đồ vật cấp bậc này đối với thánh giả cũng có tác dụng. Ngay cả như hắn cũng chưa bao giờ thấy qua, Mạc đường chủ vừa ra tay đã lấy ra một viên, xem như ban thưởng. Cho dù là hắn cũng cảm thấy vô cùng kích động. Ừm, dương sư đã để học sinh tham gia thi đấu, rõ ràng đã mang theo hương vị ma luyện. Đã như vậy, không bằng ta lại thêm một chút gió, để cho tất cả người cạnh tranh đều kích động. Để xem vị trương sư này rốt cuộc có thể phát huy ra trình độ như thế nào. Mạc Cao Viễn cười nói. Dương sư đã muốn ma luyện học sinh, như vậy hắn cũng vừa vặn thêm một mùi lửa linh thạch thượng phẩm, đối với loại danh sư cấp bậc cao như dương sư cũng không tính là gì. Thế nhưng đối danh sư bên trong phạm vi huyến vũ đế quốc thì tuyệt đối là vô giới chi bảo. Dùng thứ này làm phần thưởng, nhất định có thể khiến cho vô số tài tuấn tham gia thi đấu sôi trào, từ đó sinh ra tác dụng ma luyện trương sư. Vâng, Hồng Thiền cũng hiểu được chuyện này cho nên cẩn thận từng ly từng tí thu hồi hộp ngọc. Trường 1002, Lộ sung tỉnh lại 2. Chủ trì cho tốt đi, một khi có kết quả, mau chóng nói cho ta biết. Nhẹ nhàng cười một tiếng, mà Cao Viễn nói một tiếng rồi cùng Mạch Trần nhảy lên sống lưng thánh thú, lại quay đầu dặn dò, còn nữa, chuyện dương sư, tốt nhất nên xé nát ở trong bụng, không cần nói nhiều. Cũng cảnh cáo những tông môn thế lực tham gia thi đấu kia, ai dám nói loạn thì ta sẽ tự mình truy xét, khiến cho tông môn của bọn hắn hủy diệt từ đây. Nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt hắn trở nên lạnh lẽo. Dương Sư đã không muốn để cho người ta biết tin tức của hắn, vậy thì cứ giữ bí mật nghiêm ngặt. Nếu không ngay cả hắn cũng không gánh được, huống chi là những người khác. Vâng, Hồng Thiền vội vàng gật đầu. Siêu, dặn dò xong, mà Cao Viễn không chờ lâu nữa, cánh của thánh thú khẽ vỗ, rất nhanh đã biến mất ở trên không trung. Đám người mà Cao Viễn tràn ngập sợ hãi rời khỏi, nhưng lại không biết Dương Sư ở trong phòng nhìn thấy bọn họ đi ra ngoài cũng thở ra một hơi, xoa xoa mồ hôi đầy đầu. Ngụy Trang trước mặt xanh sư lục tinh quả thực quá mệt mỏi. May mắn mà đối phương không có thi triển minh lý chi nhãn, hoặc là căn bản không có lĩnh ngộ ra. Nếu không, nhất định sẽ lộ tẩy hết. Lần này có lẽ đã an toàn rồi. Thành công lừa dối đối phương, coi như về sau phát hiện ra chỗ không hợp lý, như vậy thực lực của mình cũng đã đủ để ứng phó với cục diện. Vượt qua cửa này, có lẽ trong thời gian ngắn không còn người nào dám tới tìm phiền toái. Sư tổ không biết trương lão sư ở chỗ nào còn có việc gấp muốn tìm ngươi lúc hắn đang nhẹ nhàng thở ra một hơi suy tư xem sau này nên làm gì thì đã nghe một đạo thanh âm gấp gáp vang lên hắn ngẩng đầu nhìn lại chẳng biết từ lúc nào vương dĩnh đã đi tới trước mặt hắn có chuyện gì xảy ra trương huyền nhướng mày ừm chuyện này nhất định phải để cho trương lão sư tự mình xử lý mới được vương dĩnh nói mặc dù trên mặt nàng mang theo vẻ khó nói thế nhưng hai mắt lại chăm chú nhìn về phía vị sư tổ trước mắt này. Trải qua phán đoán và phân tích trước đó nàng đã có chỉ ít tám thành nắm chắc trở lên. Nhất định Dương Sư và Trương Sư là cùng một người, cho nên nàng mới đi đến trước mặt, cố ý đưa ra yêu cầu tìm kiếm Trương Sư. Chỉ cần Trương Sư không có cách nào xuất hiện, như vậy đã có thể trăm phần trăm xác định chuyện này. Muốn ta tự mình xử lý, Vương Dĩnh, rốt cuộc chuyện gì mà thần thần bí bí như vậy? trong lúc đang nhìn chằm chằm vào dương sư đang ở trước mắt muốn nhìn phản ứng của hắn một chút thì đã nghe được một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên nàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy trương sư đã từ bên ngoài đi vào sau khi đi tới trước mắt dương sư lập tức ôm quyền nói lão sư ừm um, dương sư gật đầu cái này hai mắt trợn tròn vương dĩnh ngây ngốc đây là tình huống thế nào a à? dương sư và trương sư đồng thời xuất hiện hai người bọn họ không phải là cùng một người hay sao nếu không làm sao ngay cả dấu ấn trên cằm cũng hoàn toàn tương đồng chứ nàng có cảm giác như nằm mơ vốn nàng đã tự tin kết luận hai người là cùng một người hiện tại hai người đồng thời xuất hiện ở trước mặt nàng coi như phản ứng của đầu óc nàng rất nhanh thì cũng không biết nên xử lý như thế nào vương dĩnh trương sư nhìn qua rồi nói một câu a hát lúc này vương dĩnh mới kịp phản ứng hơi đỏ mặt tràn ngập vẻ xấu hổ xem ra thật sự mình đã suy nghĩ lung tung trương sư là học sinh của dương sư sao hai người có thể là cùng một người được chứ có khả năng thật sự là ngày đó bị thương hai mắt mắt mờ cho nên nhìn lầm bẩm báo lão sư sư tổ lộ xung đã tỉnh trong lúc xấu hổ vương dĩnh vội vàng ôm quyền nói sau khi trương sư sử dụng tỉnh hồn thảo để cứu chữa trải qua nửa tháng khôi phục vừa rồi rốt cuộc lộ xung đã triệt để tỉnh lại tỉnh rồi Ánh mắt Trương Sư sáng lên. Vâng, Vương Dĩnh gật đầu. Người đi qua trước, ta sẽ lập tức đến, Trương Sư khoát tay áo. Vâng, Vương Dĩnh lui ra ngoài. Nàng vừa đi ra ngoài thì Trương Sư và Dương Sư chừng mắt lớn mắt nhỏ, lại lần nữa thở ra một hơi thật dài. Nhìn thấy nữ học sinh này xuất hiện thì hắn đã biết, đối phương sẽ hoài nghi thân phận của mình. Cho nên lúc đó mới tinh thần khẽ động, vội vàng đưa tin để phân thân đi tới đây. Phân thân xuất hiện. Dương Sư, Trương Sư cùng xuất hiện. Như vậy coi như nàng nghi hoặc thì chắc hẳn cũng sẽ yên lòng. Được rồi, người đi tới phòng nghỉ ngươi trước, ta đi xem lộ sung một chút. Khoát khoát tay, để phân thân đi về trước, lúc này Trương Huyền mới đổi quần áo, biến trở về bộ dáng của bản tôn, nhanh chân đi đến gian phòng của lộ sung. Lão Sư, vừa tiến vào gian phòng thì đã thấy một thiếu niên tiến lên đón, người này vội vàng quỳ dạp xuống đất không phải là lộ sung thì có thể là ai. Tỉnh là tốt rồi, Trương Huyền gật đầu. Đối phương vì cứu hắn mà thiếu chút bỏ mình, may mà hiện tại đã thức tỉnh, nếu không nhất định hắn sẽ tự trách cả đời. Cuối cùng một phen cố gắng của hắn cũng không có uổng phí. Ừm, thực lực của ngươi. Cảm khái một câu, đang muốn nói chuyện, khi cúi đầu nhìn tu vi của lộ sung một chút, đột nhiên hắn sững sờ tại chỗ. chương 1003, lộ sung cổ quái một Thực lực vị thiếu niên trước mắt so với lúc trước khi tỉnh lại giống như đúc, vẫn như cũng là tông sư cảnh. Không có tiến triển gì quá lớn, trong cơ thể cũng không nhìn thấy một chút hồn lực ba động mảy may nào. Giống như tất cả mọi thứ trước đó hắn nhìn thấy ở Thức Hải đều là giả vậy. Không đúng. Trương Huyền nhíu chặt mày lại. Hắn đã từng đi vào Thức Hải của đối phương, nơi đó không nói tới việc bao la vô biên, linh hồn cực lớn như núi. Cẩn thận nói ra, So với hắn cũng chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn. Vốn hắn cho rằng sau khi tỉnh lại, chỉ bằng vào hồn lực đã có thực lực không kém gì mình, làm sao lại không có chút biến hóa nào chứ? Hay là chưa có dẫn hồn xuất thể? Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu hắn. Hồn lực mạnh yếu ra sao, lúc tỉnh táo rất khó nhìn ra được. Chỉ có hồn phách rời khỏi thân thể thì mới có thể thăm dò được một hai. Vi sư sẽ truyền thụ cho ngươi một bộ phương pháp tu luyện vu hồn về sau ngươi sẽ chủ tu hồn phách, chân khí thì có thể không cần luyện. Trong lòng không ngừng suy đoán, đồng thời Trương Huyền cũng nói một câu. Ngón tay duỗi ra, đặt lên trên mi tâm đối phương một chút. Ông, bản rút gọn của thiên đạo dẫn hồn quyết lập tức xuất hiện ở trong đầu của lộ sung. Lộ sung có thực lực tông sư cảnh cũng không phải là chân khí, mà là dựa vào nọc độc để tăng lên thân thể thiên đạo. Lại phối hợp với lực lượng linh hồn, một khi hợp lại càng tăng thêm sức mạnh cho hắn quả thực là làm cho người tu luyện bình thường tức mình đấm ngực dậm chân không thôi. Đa tạ lão sư, sau khi nhìn công pháp trong đầu xong, lúc lần nữa nhìn về phía lão sư, trong lòng lộ sung tràn ngập cảm kích. Mặc dù hắn rơi vào trạng thái ngủ say, linh hồn bị vây khốn ở thức hải. Thế nhưng lỗ tai vẫn có thể nghe được, làn da vẫn có cảm giác như cũ. Nói cách khác, từ sau khi hôn mê, những chuyện lão sư làm vì hắn, hắn biết tất cả chỉ có tu vi trí tôn đã đối kháng với cường giả hiên viên vương quốc nắm giữ tu vi hóa phàm cảnh. Mua sắm vô hồn kim nhân, mạo hiểm đi vào vô hồn mộ, cử tử nhất sinh. Vì bồi dưỡng tỉnh hồn thảo mà phân liệt linh hồn, đi vào thức hải của hắn. Ân tình lớn như trời, đời này cũng không thể trả hết được. Không chỉ có như thế, còn mang công pháp chân quý như thế đưa tặng cho hắn, không giữ lại chút nào. Lão sư, yên tâm đi, con nhất định sẽ tu luyện thật tốt, không để cho người thất vọng. Siết chặt nắm đấm, ánh mắt Lộ Sung hiện lên vẻ kiên định. Trước kia hắn là người tùy ý làm việc, sau khi gia tộc gặp biến cố đã trở nên trầm mặc ít nói. Hiện tại coi như cảm kích thì cũng sẽ không nói ra miệng, chỉ có thể dùng cố gắng gấp bội để chứng minh bản thân mình mà thôi. Nhìn công pháp trong đầu hai lần, triệt để lý giải và nhớ kỹ. Lúc này Lộ Sung mới thở ra một hơi, khoanh chân ngồi xuống dưới đất. Trương Huyền cũng không rời đi mà ngồi ở một bên thủ hộ. Linh hồn lần thứ nhất xuất thể nguy hiểm 10 phần, chỉ hơi chút không cẩn thận sẽ bị gió bên trong phòng thổi tam. Lúc trước lần thứ nhất hắn xuất thể là ở trong mộ dưới lòng đất. Lại thêm bản thân tu luyện bản dẫn hồn quyết đầy đủ, cho nên ảnh hưởng không lớn. Mà lộ sung thì cần cẩn thận. Tinh thần khẽ động, phu hồn rời khỏi thân thể, một mặt tu luyện, một mặt quan sát. Không biết qua bao lâu, quang mang trong mắt đại thịnh, thân thể lộ sung đang ngồi ngay phía trước nhoáng một cái một cái bóng tương đồng với hắn đang gian nan đi ra ngoài vu hồn xuất thể ừm vẫn còn rất yếu a hát hai hàng lông mày của trương huyền lần nữa nhíu lại hồn phách xuất hiện từ trong cơ thể lộ sung vẫn không cường đại như trong tưởng tượng của hắn giống như người tu luyện vừa mới dẫn hồn xuất thể vậy vô cùng suy yếu một cơn gió không thổi tắt được nến cũng có thể làm cho hắn tán loạn sốt cuộc là có chuyện gì trong thức hải của hắn, hồn phách cũng cường đại như thế, làm sao sau khi dẫn hồn xuất thể thì hồn lực lại nhỏ yếu như vậy chứ? Lão sư, vu hồn ly thể, thế giới nhìn thấy cũng giống như nhìn bằng mắt thường, vẻ mặt lộ sung dấp táp hưng phấn. Linh hồn người còn rất yếu, phải tránh đại hỷ đại bi, hấp thu linh khí bên trong viên linh thạch này, mau chóng tu luyện đi. Thuận tay ném ra một viên linh thạch trung phẩm, lại lần nữa bận rộn một chút, Bản công pháp tu luyện Thiên Đạo Vu Hồn rút gọn đi vào trong đầu đối phương. Linh hồn vừa mới ly thể rất khó tiếp nhận được áp lực tới từ bên ngoài. Không riêng gì gió, coi như vui mừng bi thương quá mức cũng sẽ khiến cho nguyên thần hắn lay động. Vì vậy lúc này cố gắng ít để cho linh hồn ba động, mà nên nhanh chóng tu luyện. Chỉ là, có hắn tọa trấn ở bên cạnh, lại có công pháp và đầy đủ linh thạch trung phẩm. Như vậy điều kiện tu luyện của Lộ Sung so với hắn lúc trước còn mạnh hơn không ít. Vâng, khống chế tâm tình của mình, hồn phách ngồi ở trước mặt linh thạch, lộ sung hấp thu linh khí trong đó, bắt đầu tu luyện. Tốc độ tu luyện cũng không tính là nhanh a hát, chẳng lẽ có chuyện gì mà ta không biết. Trương Huyền vào đầu, thầm hỏi. Tốc độ tu luyện của lộ sung cũng không nhanh, có thể nói, so với cảnh tượng mà hắn nhìn thấy bên trong thức hải hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Vốn là, dựa theo suy đoán của hắn, lộ sung có thể là vu hồn thể hậu thiên. Chỉ cần tu luyện, Mượn nhờ hồn phách cường đại bên trong Thức Hải thì sẽ có tiến bộ cực nhanh, ngay cả hắn cũng sẽ theo không kịp. Nhưng bây giờ, tốc độ lại dần dần tiến từng bước, không có bất kỳ cái gì có thể khiến cho người ta ngạc nhiên cả. Chẳng lẽ, hắn đã đoán sai, đối phương cũng không phải là cái cái gọi là Vu hồn thể hậu thiên kia. Nhưng nếu như không phải, vì sao Thức Hải lại bát ngát như thế, thân thể hồn phách lại khổng lồ như vậy? Trong lòng nghi hoặc, nhìn thấy Lộ Sung đã tu luyện vững chắc, cũng không cần tiếp tục thủ hộ. Lúc này hắn mới ra khỏi phòng, tìm mặc hồn sinh tới, lại mang nghi ngờ trong lòng ra hỏi. Mặc dù vị hạ nhân vu hồn sư lục tinh này đã mang tất cả thủ đoạn và phương pháp tu luyện vu hồn truyền cho hắn. Thế nhưng nếu nói lý giải về cái nghề nghiệp này, bản thân hắn vẫn là thái điểu. Dù sao, vu hồn sư lục tinh lại thêm đã sống vài vạn năm, bất kể là cái nào, nếu như truyền đi đều sẽ kinh thế hãi tục, khiến cho vô số người khiếp sợ. Chuyện này, ta cũng không nói được rõ ràng, như vậy đi, chờ tiểu thiếu ra tu luyện xong ta sẽ đi qua nhìn một chút. Mặc hồn sinh cũng không nghĩ thông chuyện gì xảy ra, cuối cùng hắn đành lắc đầu nói. chương 1004, Lộ sung cổ quái 2 Cho dù nghe được nhiều tin tức hơn nữa thì cũng không bằng tự mình đi nhìn, như vậy mới có thể biết được. Ừm, Trương Huyền gật gật đầu, cũng không xoắn suýt chuyện này nữa mà về tới chỗ ở của mình. Giúp lộ sung tu luyện, tuy rằng cảm giác không lâu, thế nhưng trên thực tế đã trải qua suốt cả đêm. Hôm nay chính là thời gian thi đấu danh sư, cũng nên chuẩn bị một chút. Sau đó đi tham gia so tài. Lúc này linh thạch trung phẩm đã không hấp dẫn được hắn nữa. Thế nhưng việc tham gia loại tỉ thí này vẫn là cơ hội tốt để tăng danh khí lên, không thể bỏ qua. Nếu không, về sau muốn xung kích danh sư cấp bậc cao hơn sẽ trở nên rất khó. Từ hôm nay trở đi, người gọi là phân thân, gọi ta là bản tôn đi vào phòng đã thấy phân thân đang ngồi tu luyện trương huyền mở miệng nói phân thân gật đầu ta sẽ đi ra ngoài tham gia thi đấu danh sư ngươi không thể ở đây nữa nếu không nếu có người tới quét dọn gian phòng rồi phát hiện ra như vậy cũng không nói rõ ràng được chỗ bọn hắn ở là nơi mà triệu phi vũ hỗ trợ tìm có người minh phủ chủ vạn quốc liên minh chuyên môn phụ trách quét dọn hắn ở đây còn dễ nói một khi không có mặt người quét dọn nhìn thấy nơi này còn có một trương huyền như vậy còn không bị hù chết tươi hay sao còn ngụy trang dương huyền coi như phân thân có thể ngụy trang dung mạo giống như vậy thế nhưng không có thiên đạo thư viện một khi gặp danh sư cấp cao sẽ trực tiếp lộ tẩy hiệu quả kém xa bản tôn để ta đi vào giới chỉ chữ vật đi phân thân cũng đã nghĩ đến vấn đề này hắn nói người có thể vào sao trương huyền xứng sờ lập tức cười khổ Giới chỉ chữ vật là một môi trường chân không không có không khí, sinh mệnh tiến vào bên trong sẽ trực tiếp biến thành thịt khô, đừng nói là cường giả hóa phàm cảnh, coi như là thánh giả của ung không kiên trì nổi. Chỉ là, phân thân này của hắn lại không giống, nhục thể từ loại thần vật như cửu thiên liên thai luyện chế mà thành, không cần hít thở, thủy hỏa bất xâm, đao kiếm không thể làm tổn thương. Nếu để vào trong giới chỉ chữ vật, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì quen thuộc tính chất của không gian giới chỉ, không thể chứa đựng sinh mệnh cho nên Trương Huyền mới hỏi một câu. Sau khi hỏi xong hắn mới kịp phản ứng. Thu, biết phân thân có thể đi vào giới chỉ chữ vật, chuyện này cũng không có gì có thể xoắn suýt, bàn tay Trương Huyền duỗi ra, tinh thần khẽ động. Siêu, phân thân biến mất ở trước mắt, đi vào trong giới chỉ. Lúc nào cũng mang bên người có thể tránh khỏi không ít phiền phức, còn chuyện Dương Sư không có mặt ở sân nhỏ sao. Nói đùa, loại danh sư cấp bậc này, có thể tùy tiện nhìn thấy được, mới thật sự là gặp quỷ. Ra khỏi phòng, đi tới phòng khách, chỉ thấy đám người khang đường chủ, nhược hoan công tử đã chờ từ lâu. Lúc này nhược hoan công tử đã triệt để củng cố tu vi hóa phàm tứ trọng đỉnh phong. Hai mắt trói lọi trói mắt, khiến cho người ta có một loại cảm giác tinh khí bắn ra bốn phía. Xem ra trong khoảng thời gian này không chỉ tu vi tăng lên, lý giải về danh sư cũng đã có tiến bộ rất lớn thi đấu danh sư được cử hành ở trước mặt mọi người, ngay ở quảng trường bên ngoài Minh Chủ Phủ, Trương Sư, chúng ta đi qua đó thôi. Thấy hắn đã đi ra, Khang Đường Chủ cười nói. Được, Trương Huyền gật gật đầu, đang định đi theo ở phía sau thì đã thấy một bóng người ngăn lại ở phía trước. Đại sư Huynh, để ta đi cùng Huynh đi. Đại, sư Huynh, Trương Huyền ngẩn ngơ, quay đầu nhìn lại thì mới phát hiện ra không ngờ Tiết Viên Chủ cũng đang đứng ở trong phòng lúc này khí tức của tiết phiên chủ rất trầm ổn, hồn phách và thân thể đã kết hợp hoàn mỹ. Không ngờ đã đạt tới hóa phàm ngũ trọng, hợp linh cảnh. Nàng bởi vì linh hồn bị hao tổn cho nên mới bị ràng buộc ở trong thanh cảnh đỉnh phong nhiều năm, nửa bước cũng không tiến được. Nửa tháng trước, Dương Sư truyền thụ phương pháp giải quyết, chữa trị xong bệnh cũ. Lại thêm tích lũy nhiều năm, cho nên một khi đột phá cũng giống như yêu thần thú trước đó vậy, thuận lợi trở thành cường giả hợp linh cảnh hơn nữa khí thức toàn thân mơ hồ, không ngờ đã đạt đến hợp linh cảnh sơ kỳ đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng sẽ đạt tới trung kỳ. Vừa mới ban đầu nàng còn cảm thấy kỳ lạ, thế nhưng sau khi suy nghĩ một chút cũng phải giật mình. Vì trị liệu linh hồn, mỗi ngày nàng đều hấp thu linh tính của dược viên. Những qua số lượng tích lũy rất khổng lồ, nếu Trương Huyền đoán không sai, trong thời gian ngắn, thực lực của nàng nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Muốn xung kích hợp linh cảnh đỉnh phong cũng không phải là không thể. Đúng vậy, ta là học sinh được Dương Sư thu nhận, giảng bài, mà ngươi là thân truyền. Tự động cao hơn một cấp bậc, không gọi là sư huynh thì nên gọi như thế nào đây? Tiết viên chủ ôm quyền nói. Ách, như thế sao? Lúc này Trương Huyền mới kịp phản ứng. Ngày ấy, tình huống nguy cấp, hắn biết bằng vào chiêu, dọa, nhất định sẽ không hù được. Lúc cần thiết nhất định phải chấn nhiếp một chút, cho nên hắn mới thu vị tiết nhất giao này làm học sinh, truyền thụ phương pháp giải quyết linh hồn, như vậy mới có thể nhận được sự cảm kích của nàng. quả nhiên đúng như hắn dự liệu, lại thêm thư tịch màu vàng trong đầu, lúc này mới một lần hành động đập bạch tông chủ thành bánh thịt, uy hiếp được toàn trường. thu nàng chỉ là kế tạm thời, tình thế cấp bách cho nên không có cách nào khác. vì vậy sau khi xong chuyện hắn đã quên, không nghĩ tới nàng lại tưởng thật. chỉ là cũng đúng a, à, nàng là học sinh được dương sư giảng bài, mà mình là thân truyền, thân truyền tự động trở thành sư huynh gọi như vậy cũng là chuyện đương nhiên. thi đấu danh sư không có nguy hiểm gì, không cần lo lắng, cứ ở lại nơi này trông coi đi. biết đối phương có ý tốt, thế nhưng trương huyền vẫn khoát tay áo nói. thi đấu danh sư là thi đấu do danh sư đường tổ chức, ai dám làm loạn chính là đối nghịch với danh sư đường. chắc hẳn chuyện an toàn sẽ không có vấn đề gì. chuyện này tiết viên chủ trần chờ, không có gì phải lo lắng. khoát tay áo không tiếp tục để ý tới đối phương nữa. Trương Huyền đi theo sau lưng đám người khang đường chủ ra bên ngoài. Thi đấu danh sư, Trương Huyền ta, đến rồi. Trương 1005, phần thưởng của thi đấu 1. Hắn đi tới Vạn Quốc Thành chính là vì trận thi đấu này. Mặc dù ban thưởng cuối cùng chỉ là một viên linh thạch trung phẩm. Thứ này đã không tạo được lực hấp dẫn với hắn. Thế nhưng chỉ cần lấy được quán quân, được danh sư đường coi trọng như vậy nếu muốn tìm kiếm công pháp hóa Phạm tứ trọng sẽ trở nên đơn giản hơn không ít. Còn nữa, tu vi, thực lực đạt tới loại trình độ này như hắn. Hiển nhiên vạn quốc liên minh đã trở thành ràng buộc, nhất định phải đi vào quốc gia thế lực cao hơn mới được. Mà tiến vào 10 vị trí đầu sẽ được đưa vào hồng viễn danh sư học viện để học tập. Đây chính là một lần cơ hội tốt. Bởi vậy, đối với lần thi đấu này, hắn vẫn tương đối mong đợi. Trương sư, đây là danh sách nhân tuyển thi đấu đứng đầu trong mấy ngày qua ta đã siêu tập, người xem qua một chút đi. Khang đường chủ đưa qua một quyển sách. Nửa tháng này hắn cũng không có nhàn rỗi mà để cho người ta nghe ngóng từ nhiều mặt. Rốt cục cũng đã làm ra thứ này, cũng tiện để cho tuyển thủ bên mình sớm có chuẩn bị, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đa tạ, Trương Huyền đối phương đã tốn không ít công phu, hắn khẽ gật đầu, thuận tay lật ra. Tên thứ nhất có tiềm lực là La Tuyền, Học sinh thân truyền của La Hoàng Tông chủ Lưu Vân Tông Danh Sư Tứ Tinh Đỉnh Phong Tu Vi Hóa Phạm Tứ Trọng Đỉnh Phong Chức nghiệp phụ trợ là Y Sư Tứ Tinh Trận Pháp Sư Tứ Tinh Người này là người đứng thứ nhất Trong những kẻ có tiềm lực sao Trương Huyền Kỳ quái hỏi Người khác không nhận ra tên này Nhưng hắn đã gặp mặt qua Nửa tháng trước đối phương đã xin Dương Sư dùng 150 viên linh thạch trung phẩm Để đổi lấy tính mạng của La Hoàng Tông chủ Hơn nữa căn cứ vào lời nói của tôn cường tên này còn từng bị yêu thần thú đặt mông ngồi vào nơi đó thiếu chút nữa đã mất mạng tại chỗ dạng mặt hàng này cũng có thể là người đứng thứ nhất trong danh sách tiềm lực sao khổ khổ nhìn thấy ánh mắt hắn cổ quái biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì khang đường chủ ho khan một tiếng lại nói kỳ thật la tuyền không có không chịu nổi như ngươi nói thực lực chân thật cực mạnh coi như ta so đấu với hắn có thể thắng hay không cũng còn khó nói Suy nghĩ một chút, Trương Huyền cũng gật gật đầu. Cũng đúng a, à, yêu thần thú mang huyết mạch long tộc. Hắn ta đánh không lại cũng là chuyện bình thường, cũng không có nghĩa là thực lực yếu kém, còn cảnh ngày đó nhìn thấy, bản thân thân là Dương Sư, dưới khí thế chèn ép, ngay cả nửa bước danh sư Ngũ Tinh cũng không dám nói nhảm chứ đừng nói là một tứ tinh đỉnh phong. Nếu nói một cách chân chính thì đối phương vẫn rất là cường đại. Chí ít, dùng thực lực hóa phàm tứ trọng đỉnh phong hắn cũng không phải là đối thủ của đối phương. Đương nhiên, xếp thứ nhất tiềm lực cũng chỉ là một loại sắp xếp mà thôi. Mười người xếp ở phía trên cùng đều không kém hắn quá nhiều. Cuối cùng ai có thể đạt được vị trí thứ nhất, dù là ai cũng không có cách nào xác nhận được. Khang đường chủ tiếp tục nói. Trương Huyền tiếp tục nhìn xuống phía dưới. Quả nhiên đúng như đối phương nói, mười vị trí đầu tiềm lực hầu như đều là danh sư tứ tinh, là cường giả trọc thanh cảnh đỉnh phong thực lực tương đồng, cấp bậc danh sư tương đương, ai có thể chiến thắng, độc chiếm vị trí đầu quả thực không dễ nói lắm. Rất mau hắn đã lật hết thư tịch. 28 thế lực, tổng cộng đã phái ra 56 vị tuyển thủ. Người kém nhất cũng là danh sư tứ tinh sơ kỳ, cũng chính là loại cấp bậc như hắn. Suy nghĩ một chút, lần trước thi đấu tuyển chọn cũng chỉ có một vị tứ tinh như Nhược Hoan công tử, khó trách mỗi lần vạn quốc thành đều không có thứ tự tốt. Nội tình thực sự quá yếu thi đấu đạt được vị trí tốt thì mới có thể có được sự tôn trọng, thu hoạch được tài nguyên cao hơn. Mà có tài nguyên thì có thể bồi dưỡng ra càng nhiều danh sư lợi hại hơn. Trái lại, bị người ta khinh thường. Dưới loại tình huống này tuần hoàn, người có vị tốt càng ngày càng tốt, người kém càng ngày càng kém. Có thể nói, nếu như vạn quốc liên minh lại tiếp tục nhiều lần không có được vị trí tốt. Như vậy toàn bộ thế lực sẽ suy yếu, cuối cùng sẽ bị các thế lực khác chiếm đoạt, biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Chính vì vậy mà mỗi lần thi đấu đều cực kỳ quan trọng, ai cũng không dám phất lờ. Tống Siêu. Khi lật đến cái tên thứ 20, Trương Huyền đã thấy một cái tên quen thuộc, Tống Siêu. Không nghĩ tới gia hỏa mỗi lần nhìn thấy đều bị dao động này lại có vị trí cũng không thấp ở trên tiềm lực bảng. Lật qua một lần, xem như đã có lý giải nhất định về các thế lực đối thủ thi đấu lần này. Trương sư ở trên danh sư và nghề nghiệp phụ trợ có lý giải kinh người, không người nào có thể so sánh. Chỉ là tu vi kém chút, chỉ cần vận khí tốt, muốn vào người vị trí đầu. Vấn đề không lớn. Khang đường chủ an ủi một câu. Vị trương sư này, biểu hiện ở trong danh sư đường vạn quốc thành rất là bất phàm. Thế nhưng ở trong nhiều thiên tài trồng chất như vậy cũng sẽ không có trói mắt như vậy nữa. Không nói đâu xa, chỉ nói thực lực, chính là khuyết điểm lớn nhất. Cũng giống như tấm ván gỗ làm thành thùng gỗ vậy. Tất cả những cái khác đều dài thì nước mới nhiều, nếu có một cái ngắn những cái khác dài thì cũng vô dụng. Thi đấu danh sư là khảo nghiệm tổng hợp. Nếu toàn bộ đều tốt, nếu như có một chỗ thiếu hụt rõ ràng thì nó sẽ trở thành mục tiêu công kích của những người khác. Muốn tấn cấp lên vị trí cao hơn là chuyện gần như không có khả năng. Lần thi đấu này khảo hạch cái gì, người có xác định được hay không? Biết trong lòng hắn lo lắng cái gì? Trương Huyền hỏi. Nhất định đã sớm xác định, chỉ là khảo hạch cái gì thì ta cũng không biết, là do Hồng Thiển Hồng sư tự mình bố trí nghe nói cực kỳ công bằng, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện việc thiên vị, khang đường chủ suy nghĩ một chút rồi nói. Làm thế lực dự thi, nội dung khảo hạch cụ thể hắn cũng không có tư cách biết đến. Nếu không, tin tức do gì ra, bản thân tuyển thủ dự thi đã sớm thích ứng, như vậy tỉ thí cũng sẽ không công bằng. Hồng Thiền Hồng Sư là danh sư danh sư đường của Hồng Phong đế quốc. Không thuộc về 28 thế lực tham gia thi đấu, hơn nữa còn đã đạt đến tình trạng ngũ tinh để hắn chủ trì, bất kỳ người nào cũng có thể yên tâm. Hồng Phong đế quốc là đế quốc cấp dưới Huyễn vũ đế quốc, so với các thế lực như Lưu Vân Tông, Bạch Dương Tông, Vạn Quốc Liên Minh còn mạnh hơn rất nhiều. Xem như là bài danh phía trên bên trong các đế quốc bất nhập lưu. Mặc dù không biết khảo hạch cụ thể là cái gì, thế nhưng ban thưởng, đã có tin tức mới thả ra, hai mắt khang đường chủ tỏa ánh sáng. Ban thưởng, không phải chỉ là một viên linh thạch trung phẩm, cùng với cơ hội đi vào Hồng Viễn danh sư học viện học tập hay sao? Trương Huyền có chút nghi hoặc nhìn qua. Chương 1006, phần thưởng của thi đấu 2. Cái ban thưởng này trước đó cũng đã nói qua, không có gì đáng để ngạc nhiên. Trước đó quả thực đã nói như vậy, mà lần này lại đột nhiên tăng ban thưởng lên rất lớn. Ngay cả ta, suy nghĩ một chút cũng có chút không kìm nén được. Khang Đường chủ hưng phấn nói: "Đêm qua người phụ trách các thế lực lớn bọn hắn đột nhiên nhận được tin tức từ hồng thiền hồng sư nói là ban thưởng thi đấu của đã được gia tăng sau khi khi thấy rõ nội dung ban thưởng coi như hắn là cường giả đỉnh phong của một thế lực đường chủ danh sư đường thì cũng không nhịn được hít thở dồn dập tràn ngập vẻ không thể tin được thi đấu trước kia ban thưởng cũng coi như đủ phong phú thế nhưng so sánh với lần này quả thực cái gì cũng không tính là gì coi như là trò trẻ con ồ có ban thưởng gì vậy trương huyền rất hứng thú nhìn qua hắn ban thưởng thứ nhất là một viên linh thạch thượng phẩm khang đường chủ nói linh thạch thượng phẩm trước đó không phải nói linh thạch trung phẩm hay sao làm sao lại đổi thành thượng phẩm rồi linh thạch thượng phẩm một viên tương đương với một vạn viên linh thạch trung phẩm hơn nữa còn có tiền mà không mua được giá trị rất lớn không thể đo lường thấy hắn không rõ khang đường chủ giải thích một vạn viên trung phẩm trương huyền hít thở rồn rập hắn nhọc nhằn khổ sở, trang bức, thiếu chút nữa bản thân đã chết thì mới từ chỗ 14 tông môn như Lưu Vân Tông vơ vét được khoảng chừng 600 viên linh thạch trung phẩm. Có được vị trí thứ nhất là có thể thu hoạch được một viên thượng phẩm, tương đương với một vạn. Thế này thì có chút quá mức rồi. Đúng vậy a à, không chỉ có như thế, còn có cơ hội đi vào hồng viễn danh sư học viện học tập và cơ hội tu luyện ba ngày ở trong hóa thanh trì. Khang đường chủ tiếp tục nói. Hóa thanh trì, đó là cái gì vậy? Trương Huyền nhìn qua là bảo vật chân quý nhất của Hoàng thất Huyễn Vũ Đế quốc, cũng là chỗ dựa dẫm để lập quốc. Khang Đường chủ mở miệng, vẻ mặt rất là hâm mộ. Người tu luyện tới Chọc Thanh cảnh có lẽ rất rõ ràng, Chọc vì thân thể, Thanh vì linh hồn. Hóa Thanh chỉ chính là địa phương dùng để tẩm bổ linh hồn. Tu luyện ở đây, linh hồn có thể nhận được thuế biến, khiến cho tỷ lệ sung kích hợp linh cảnh tăng lên gấp bội. Nếu như ta có cơ hội tu luyện ba ngày ở bên trong như vậy tỷ lệ xung kích hợp linh cảnh thành công có thể tăng lên tới 50% trở lên. Đáng tiếc, hóa thanh chỉ là vật chân quý nhất của huyễn vũ đế quốc. Có giới hạn danh ngạch, thì đấu danh sư 10 năm một lần cũng chỉ có thể cung cấp được mấy danh ngạch mà thôi. Nghe thấy là nơi tu luyện linh hồn, Trương Huyền khẽ gật đầu, âm thầm khiếp sợ. Có thể khiến cho tỷ lệ xung kích hợp linh của khang đường chủ gia tăng đến 50% trở lên, như vậy hóa thanh trì. Đã đủ nghịch thiên, một viên linh thạch thượng phẩm, cơ hội đi vào hồng viễn danh sư học viện học tập, ba ngày ở trong hóa thanh trì. Mỗi một thứ xuất ra cũng có thể làm cho vô số người điên cuồng, ba thứ tập trung ở cùng một chỗ, quá đáng sợ. Vậy vị trí thứ hai thì sao? Đây là ban thưởng cua quán quân, vậy thì người thứ hai thì sao? Vị trí thứ hai kém hơn rất nhiều, là 300 viên linh thạch trung phẩm, cơ hội học tập ở Hồng Viễn Danh Sư Học Viện và hai ngày ở Hóa Thanh Trì. Khang đường chủ nói, mặc dù chỉ kém một chút, thế nhưng ban thưởng đã ít hơn một nửa. Không nói tới thiếu một ngày ở hóa thanh trì, chỉ nói linh thạch cũng còn kém nhiều lắm. Một viên linh thạch thượng phẩm và 300 viên trung phẩm, kém hơn 30 lần. Vị trí thứ ba là 100 viên linh thạch trung phẩm và một ngày ở hóa thanh trì. Còn lại từ thứ tư đến hạng 10 cũng không có cơ hội đi vào hóa thanh trì, linh thạch cũng chỉ có mỗi 10 viên mỗi người. May mà chỉ cần là 10 vị trí đầu thì đều có cơ hội đi vào Hồng Viễn danh sư học viện học tập. Khang Đường chủ nói ban thưởng của 10 vị trí đầu ra một lần. Như vậy, nhất định phải nắm được vị trí đệ nhất. Trương Huyền siết chặt nắm tay. Trước đó hắn còn cảm thấy lần thi đấu này chỉ cần tranh một trong 10 vị trí đầu là tốt rồi, thành tích không quá quan trọng, hiện tại xem ra, nhất định phải thu được vị trí thứ nhất. Không nói đâu xa, chỉ riêng một viên linh thạch thưởng phẩm cũng đã quá mê người rồi có thứ này, chỉ sợ hắn muốn tu luyện tới hóa phàm đỉnh phong cũng không cần lo lắng vì linh thạch nữa. Đúng vậy a, à, nhất định phải tranh vị trí thứ nhất, đáng tiếc. Thứ nhất nào có dễ tranh như vậy chứ? Nghe thấy hắn nói như vậy, Khang Đường chủ cười khổ. Vị trí thứ nhất người người đều muốn, ban thưởng tăng lên, vô số người tu luyện đều muốn có được tới mức đỏ mắt. Muốn có được nó, nào có dễ dàng như vậy. Tên tuổi Dương Sư, mặc dù rất vang dội, có thể khiến cho người ta kiêng kỵ. Thế nhưng tin tức này cũng chỉ lưu truyền trong 14 thế lực tông môn bên trong các vị trưởng giáo. Những những tài tuấn tuổi trẻ tham gia thi đấu kia cũng không biết được chuyện này. Bởi vậy, chân chính so tài, sẽ không có người nào bởi vì ngươi là học sinh của Dương sư mà lưu tình. Những tỉ thí khác quả thực không có gì, chỉ khi nào tỉ thí tu vi, thật sự Trương sư kém quá nhiều. Mặc dù Khang Đường chủ ôm kỳ vọng rất lớn với Trương sư, Thế nhưng đối với việc hắn có thể thu được vị trí quán quân hay không vẫn không có cái gì để trông cậy vào. Tới nơi rồi. Nghe thấy hắn đang cảm khái, Trương Huyền đang muốn nói chuyện thì đã nghe thấy thanh âm của Nhược Hoan công tử vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, ba người đã đi tới quảng trường trước Minh Chủ phủ. Lúc này ở đây đã là dòng người tấp nập, chen chúc như thủy triều. Thi đấu danh sư, trải qua vô số mưa gió, rốt cục sắp bắt đầu. Chương 1007 quy tắc thi đấu một Dọc theo đám người chen chúc đi đến phía trước, trong cái sân rộng ở giữa, chẳng biết từ lúc nào đã bày ra một cái đài cao cực lớn. Bên trên tràn ngập sương mù bao phủ, không nhìn thấy rõ cảnh vật bên trong. Có lẽ người ta đã cố ý bố trí một loại trận pháp nào đó, làm cho không người nào có thể thăm dò ra nội dung ở trong đó. Vô số người mặc lên người trường bào danh sư, ngồi ngay ngắn ở chung quanh. Trương Huyền nhìn quanh, không hổ là thịnh hội của danh sư, 27 thế lực, cộng thêm vạn quốc liên minh. Lúc này đã có trọn vẹn mấy ngàn vị tới, mỗi một vị đều mang huy chương đại biểu cho đẳng cấp, phản xạ lại ánh sáng, rực rỡ và trói mắt. Mấy ngàn vị danh sư hội tụ lại một nơi, đây chính là thịnh hội không biết bao nhiêu năm mới có thể nhìn thấy. Khó trách có thể khiến cho toàn bộ dân chúng vạn quốc thành điên cuồng, đã sớm vây quanh ở bên ngoài. Vì đề phòng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, từ nửa tháng trước Minh Phủ Chủ đã bắt đầu chuẩn bị. Phái ra binh sĩ mạnh nhất canh giữ ở chung quanh, một khi xuất hiện biến cố sẽ lập tức bắt đầu ứng phó. Đây chính là thi đấu danh sư sao? Thật nhiều danh sư A. Bình thường danh sư đều cao ngạo không thấy lấy một vị, mà ở trong đó ước chừng có mấy ngàn. Có thể nhìn thấy nhiều danh sư lợi hại như vậy tỉ thí, cho dù chết ta cũng không tiếc. Trung quanh, tiếng nghị luận ẩm ý, tất cả mọi người đều tràn ngập vẻ kích động thi đấu danh sư, 10 năm một lần, vốn đã rất thưa thớt, lại thêm mọi người mà chủ sự chọn đều được chọn một cách ngẫu nhiên. Thịnh hội như thế, rất nhiều người cả đời cũng không nhìn thấy được một lần. Lần này cử hành ở đây, tự nhiên mọi người phải đích thân xem xét rồi. Bởi vì chính là như thế cho nên danh sư đường mới cố ý tử đặt địa điểm ở nơi này. Như vậy vừa có thể biểu hiện ra sự mạnh mẽ của danh sư với tất cả mọi người, cũng có thể làm cho càng nhiều người thích cái nghề nghiệp này, từ đó cung cấp dòng máu mới liên tục không ngừng cho danh sư đường. Mau nhìn, là nhược hoan công tử. Thật đẹp trai a há vị bên cạnh hắn hẳn là trương huyền trương sư đi. Hẳn là vậy, chuyện của hắn ta đã nghe nói, ta là fan hâm mộ trung thành của hắn. Ta cũng vậy, năm cửa khảo thí tuyển chọn, bỏ quyền một cửa ải mà vẫn còn có thể đứng thứ nhất, năng lực này cũng không có người nào. Nhìn thấy ba người đi tới, có người lập tức nhận ra được, từng đợt tiếng gieo hò tức thì vang lên. Chuyện Trương Huyền tham gia tuyển chọn, mặc dù là cử hành bên trong danh sư đường. Thế nhưng hai tháng qua đi, trong toàn bộ vạn quốc thành hầu như người người đều biết. Chưa tới 20 tuổi đã là danh sư tứ tinh, lại chức nghiệp phụ trợ như y sư, trận pháp sư, thú đường các loại. Tất cả đều phá lệ được thông qua, thi đấu tuyển chọn chỉ khảo hạch bốn cửa ải đã đánh bại đám người nhược hoan công tử để đăng đỉnh. Mỗi một chuyện nói ra chính là truyền kỳ, khiến cho vô số thế hệ trẻ tuổi kính ngưỡng và sùng bái. Trương sư thật đẹp trai. Đẹp trai, sao ta lại có cảm giác thoạt nhìn có chút hèn mọn a? À? Hèn mọn, coi như hèn mọn thì ta cũng muốn gả cho hắn, sinh một đám hài tử cho hắn. Một chút nữ tử tuổi trẻ, nghe được sự thích của Trương Huyền, lập tức bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, không ít người lấy hết dũng khí, lên tiếng giống to. Hèn mọn, sinh con sao? khuôn mặt Trương Huyền đen lại. Đám người này cái gì cũng nói ra được a. À. Xem ra, danh khí của Trương sư đã vượt qua bộ xương già này của ta, Khang Đường chủ mỉm cười, vuốt dâu nói. Hai tháng trước hắn cũng không biết Trương Huyền này là ai, mà bây giờ người ta đã nổi tiếng tới mức hầu như toàn bộ vương thành đều biết. Thi đấu danh sư quả thực có thể khiến cho danh khí của người ta trong nháy mắt tăng cao. Thật vất vả mới chen qua đám người chen chúc vừa tới chỗ người của danh sư đường vạn quốc liên minh thì đã thấy có một đạo thân ảnh thanh tú động lòng người tiến lên đón, tràn ngập vẻ kích động. Người đã xuất quan, nhị công chúa vạn quốc liên minh, triệu phi vũ. Từ lúc từ âm dương đầm trở về, Trương Huyền đã trực tiếp bế quan. Cho nên nếu tính kỹ thì hai người đã gần hai tháng không gặp mặt. Lúc này triệu phi vũ đã triệt để đổi nữ trang, khí chất nhẹ nhàng, tay áo bồng bềnh, mang theo khí chất đặc hữu và ôn nhuận của các công chúa từ xa nhìn lại, tựa như tiên tử. Ừm, lên tiếng đáp, Trương Huyền nhìn về phía thiếu nữ trước mắt này. Hai tháng không gặp, không nghĩ tới nàng cũng đã bắt đầu tu luyện, khí tức trong cơ thể mơ hồ, đã đạt tới võ giả lục trọng ích huyệt cảnh. Mới tu luyện trong thời gian ngắn như vậy đã đạt tới loại thực lực này, coi như là minh phủ chủ không thiếu tài nguyên thì thiên phú của nàng cũng đủ kinh người. Trương sư Kim Tòng Hải có trách nhiệm bảo hộ cho nàng cũng đến trước mặt hắn chào hỏi một tiếng ngồi đi. Tùy tiện hàn huyên vài câu, mấy người đi tới vị trí rồi ngồi xuống. Không lâu sau, chỉ thấy trên sân khấu có một lão giả sải bước đi lên. Đây chính là Hồng Thiển Hồng Sư chủ trì thi đấu, danh sư ngũ tinh. Thanh âm của khang đường chủ vang lên. Trương Huyền nhìn lại. Vị Hồng Sư này thân thể cao lớn, tay chân rất dài, khí tức trên thân và không giây phút nào không dung hợp hoàn mỹ với hoàn cảnh chung quanh. Trong cơ thể tựa như có thứ làm cực lớn cầu nối, cầu thông với bốn phía khiến cho linh khí không ngừng tu dưỡng thân thể và linh hồn của hắn hóa phàm lục trọng kiều thiên cảnh muốn trở thành danh sư ngũ tinh yêu cầu cơ sở nhất chính là đạt tới cấp bậc này kiều thiên cảnh cầu thông thiên địa chi kiều con người và tự nhiên sinh ra sự ăn ý đặc thù nào đó coi như không cần tu luyện thì linh khí cũng sẽ theo cầu nối mà không ngừng tẩm bổ thân thể khiến cho thực lực của hắn không ngừng tăng lên loại cảnh giới này Bất kể chân khí hay là linh hồn đều sẽ nóng nảy và mãnh liệt, đạt tới một loại trình độ làm cho người ta đáng sợ, chính thức có được năng lực rời núi lấp biển. Không nghĩ tới nhìn một mình hắn, vẫn rất lợi hại a. À. Chương 1008, quy tắc thi đấu 2. Vị hồng sư này hôm qua hắn đã nhìn qua, lúc ấy người này đứng sau lưng Mạc Cao Viễn, khúm núm, nhát gan giống như một con chim non. Không nghĩ tới đứng một mình lại rất đáng sợ như vậy. Dùng thực lực của hắn bây giờ, đừng nói là một người, coi như 10 người chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của đối phương. Chân khí của hắn là hóa phàm tam trọng đỉnh phong, linh hồn đạt tới tứ trọng đỉnh phong, lực lượng toàn thân cộng lại chỉ chừng 260 vạn đỉnh. Ngay cả hợp linh cảnh trung kỳ cũng có thể chiến một trận. Thế nhưng đối mặt với cường giả Kiều Thiên cảnh vẫn không có sức phản kháng như cũ. Loại cường giả thực lực này, từ lúc sơ kỳ đã nắm giữ 400 vạn đỉnh. Không nói đã có lý giải đối với thiên địa tự nhiên, chỉ bằng vào lực lượng cũng đã khó mà chống chọi lại được. Chư vị, trong lòng đang cảm khái thì hồng sư trên đài đã dừng lại, thanh âm ẩn chứa sấm sét vang vọng bốn phương. Quảng trường dung nạp mấy vạn người nghe thấy hắn nói như thế, lập tức trở nên yên tĩnh lại. Trong lời nói của danh sư mang theo sư môn thiên bẩm, có thể khiến cho người ta tự sinh ra sự kính sợ, không dám cãi lại. Thi đấu danh sư 10 năm một lần đã tới là chủ trì, Hồng Mỗ cảm thấy rất là vinh hạnh. Phung tay lên, Hồng Sư nhìn quanh một vòng. Chắc hẳn ban thưởng của lần thi đấu này chư vị đã biết. Vì tiết kiệm thời gian, lời khách khí và cổ vũ ta cũng không muốn nói nhiều. Ta chỉ nói thẳng về quá trình và quy tắc của lần tranh tài này mà thôi. Thấy vị danh sư ngũ tinh này dứt khoát như thế, tất cả mọi người đều ngừng thở, sợ nghe lọt một chữ. Thi đấu danh sư, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, ước chừng mấy ngàn, không nói rõ quy tắc. Coi như ở đây có rất nhiều danh sư thì cũng rất khó đoán ra được. Trương Huyền cũng nhìn qua. Hắn rất ngạc nhiên, đối phương có thể thiết kế ra loại tỉ thí như thế nào. Vừa có công bằng lại không làm thương tổn tới người tiến hành tuyển chọn. Danh sư đạt tới tứ tinh cũng đã đi vào hàng ngũ trung đẳng, bất kể thân phận hay là địa vị đều có tăng lên cực lớn. Muốn có thân phận tương ứng, dạy dỗ người khác, ở trong rất nhiều danh sư trổ hết tài năng, tâm cảnh khắc độ, Tu vi thực lực, dạy dỗ người khác, lý giải về tu vi, chỉ điểm chỗ thiếu hụt. Những chuyện bắt buộc này, chắc hẳn khi các thế lực lớn tuyển chọn cũng đã tiến hành khảo hạch qua. Nếu như thi lại những thứ này cũng có chút lặp lại. Đồng thời cũng rất khó có thể thể hiện ra thực lực của chư vị. Hồng sư cười một tiếng rồi nhìn quanh. Không khảo hạch những thứ này vậy thì khảo hạch cái gì chứ? Tất cả mọi người đều sững sờ. Danh sư, thứ cơ sở nhất đơn giản nhất chính là mấy thứ kia, tâm cảnh khắc độ, tu vi thực lực, dạy học chồng người. Đây cũng là thứ cơ bản nhất để khảo hạch danh sư, thì đấu danh sư lại không tỉ thí những thứ này, vậy so thế nào đây? Đừng có gấp, nghe ta nói hết lời đã. Thấy mọi người nghi hoặc, Hồng Sư nói tiếp, lần khảo hạch này chia ra làm hai cửa ải lớn, à tuyển chọn và đối chiến. Tuyển chọn, ý tứ rất đơn giản, ta đã bố cho bốn cửa ải. Tất cả người tham gia thi đấu người phải thông qua toàn bộ bốn cửa ải thì mới có tư cách tham gia đối chiến. Không có cách nào thông qua, thật xin lỗi, chỉ có thể bị đào thải. Tuyển chọn, đối chiến. Mọi người nhíu mày. Vốn bọn họ cho rằng lần thi đấu này sẽ giống như thi đấu tuyển chọn. Tiến hành tỉ thí về tâm cảnh khắc độ, thực lực tu vi, không nghĩ tới lại phức tạp như vậy. Đối chiến, tất cả mọi người đều rõ ràng, ta sẽ không nói tỉ mỉ trước tiên ta sẽ nói về tuyển chọn một chút. Hồng Sư tiếp tục nói, có thể được rất nhiều thế lực tuyển chọn ra. Tới đây tham gia thi đấu, như vậy nhất định các vị cũng đều là người nổi bật bên trong các danh sư tứ tinh. Rất có khả năng có tư cách xung kích ngô tinh, thậm chí còn là cấp bậc cao hơn. Chỉ là, danh sư cấp bậc càng cao thì lại càng khó, cũng không phải người có thiên phú cao, thực lực mạnh là có thể làm được. Còn cần có tâm tính, dũng khí, trí tuệ, mộ tính tất cả đều có yêu cầu nhất định chỉ có những người siêu việt những thứ này so với người cùng thế hệ thì mới có thể trổ hết tài năng một tiếng hót lên làm người ta kinh người cho nên thi đấu tuyển chọn ngày hôm nay ta đã bố trí bốn hạng mục chính là muốn tiến hành tuyển chọn bốn loại này với chư vị khảo hạch tâm tính dũng khí trí tuệ ngộ tính bốn thứ này làm sao kiểm tra không biết hồng sư đã nói ra quy tắc như vậy nhất định sẽ rất công bằng đúng vậy a à nhiều danh sư nhìn vào như vậy không có khả năng làm bộ chỉ là ta rất hiếu kỳ sẽ khảo hạch mấy thứ này như thế nào a à? đã biết rõ nội dung khảo hạch tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc làm danh sư bọn họ đã nghe qua chuyện dạy dỗ chồng người khảo hạch lý giải về công pháp nhưng chưa từng nghe nói qua chuyện khảo hạch tâm tính dũng khí trí tuệ những thứ này nhìn không ra cũng không có cách nào định lượng được rất khó so đấu được rồi xin chư vị tham gia thi đấu đi lên đây đi. Không để ý tới mọi người đang thảo luận, sau khi nói qua tình huống một lần, Hồng Sư vung tay lên rồi nói. Lên đi, Trương Huyền và Nhược Hoan Công Tử nhìn nhau, cùng đứng dậy, đồng thời đi lên trên. Lúc này, danh sư từ các thế lực khác tham gia thi đấu cũng nhao nhao đi lên. Đây đều là những tài tuấn tuổi trẻ không tới 30 tuổi, trước ngực có bốn ngôi sao lập lòe, cho thấy thiên phú và cấp bậc của bọn họ. Trương Huyền nhìn về phía những người này, hắn phát hiện ra trên cơ bản cũng không nhận ra một ai, cũng chỉ có La Tuyền và Tống Siêu xem như là người quen. Thi đấu có yêu cầu, tuổi tác không cao hơn 30. Chỗ lối vào sân có một thủy tinh cầu, khi chư vị tới mời sờ một chút, phía trên sẽ căn cứ vào khí thức linh hồn của ngươi để đo ra số tuổi thật sự của ngươi. Thấy mọi người đã đi tới, Hồng Sư nói. Trương Huyền nhìn về phía chỗ lối vào sân khấu, quả nhiên nhìn thấy có một thủy tinh cầu đứng sừng sững ở đó, tản mát ra ánh sáng ôn nhuận. Thi đấu danh sư, vì xác định tuổi tác, không cho những người muốn vàng thao lẫn lộn cho nên sẽ dùng phương thức đặc thù để kiểm tra tuổi tác. Cái thủy tinh cầu này có thể dò xét linh hồn của con người, chỉ cần dùng tay chạm vào là có thể đo ra tuổi tác lớn nhỏ rõ ràng, hết sức chính xác. chương 1009, Quỷ vực huyễn thành 1 Người tu luyện, có thể thông qua dược vật hoặc là công pháp tu luyện để thay đổi dung mạo, làn da, khiến cho người ta thoạt nhìn vào cảm thấy trẻ tuổi, có đôi khi ngay cả danh sư cũng nhìn không ra, thế nhưng linh hồn thì lại không giống. Linh hồn từ khi ra đời đã đi theo một người, nương theo năm tháng trôi qua không ngừng tăng trưởng, bất kỳ công pháp, bất kỳ thủ đoạn gì cũng không che giấu được. Bởi vậy, khảo thí linh hồn để phán đoán tuổi tác là chuyện công bằng nhất, không có người nào dám dị nghị rất nhanh đã kiểm tra xong, 56 tuyển thủ tham gia thi đấu, tất cả đều thông qua. Trên cơ bản đều ở giữa 28 29 tuổi. Người lớn nhất đã đạt đến 29 tuổi lẻ 11 tháng, nhỏ nhất tự nhiên là Trương Huyền. Cách 20 tuổi vẫn còn kém 2 tháng, nhìn thấy tuổi tác Trương Huyền như vậy đã tham gia thi đấu, lại còn tỉ thí với lớn hơn 10 tuổi, chuyện này làm cho vô số người không nhịn được phải kinh hô. Thực lực tương đồng, tuổi tác càng nhỏ thì đã nói rõ càng có thực lực. Vạn quốc liên minh làm sao có thể xuống cấp như vậy chứ? Đúng vậy a, à, để cho một tiểu hoa nhi như thế tỉ thí cùng chúng ta, xem ra bọn hắn đã không ôm hy vọng chiến thắng gì nữa rồi. Liên tục nhiều lần đếm ngược như vậy, đổi lại là ai cũng không có lòng tin, ký lẽ đã là vò mẻ không sợ rơi nữa rồi. Cũng có không ít người trong lòng hiện lên vẻ khinh thị. Dương sư F-14 thế lực xám xịt rút lui, mặc dù động tính không nhỏ, thế nhưng lại bị bắt kín miệng chế trụ tin tức, không ít danh sư quan sát, thậm chí ngay cả các danh sư tham gia thi đấu cũng không biết chuyện này. Vốn vạn quốc liên minh đã có thành tích không tốt, nhìn thấy lúc này bọn họ lại phái ra một gia hỏa so với bọn hắn còn nhỏ hơn 10 tuổi, đương nhiên cả đám sẽ cảm thấy đối phương đang cam chịu. Chư vị đều hợp cách, như vậy ta sẽ nói rõ chi tiết nội dung thi đấu khảo hạch tuyển chọn. Thấy mọi người đã thông qua được trắc nhiệm Hồng Sư mỉm cười nói, cửa thứ nhất, tâm tính. Ở chỗ này có một cái quỷ vực huyễn thành, là thứ lúc trước danh sư ngũ tinh phi ngọc tử để lại, trong đó ẩn chứa kỳ môn độn giáp, là một hiện bảo vật hiếm có. Nói đến đây, hồng sư vẫy bàn tay lớn một cái. Siêu, cảnh vật trước mắt mọi người hoa lên, chỉ thấy sân khấu trước đó tràn ngập xương mù lộ ra một cái góc. Là một tòa thành cao lớn, tường gạch ngói xanh, hành lang là tường trắng xanh, từ xa nhìn lại khiến cho người ta có một loại cảm giác âm trầm, không rét mà run. Quỷ vực huyễn thành. Thứ này là cái gì vậy? Dường như trước kia ta đã thấy qua ở bên trên sách gì đó, là một loại bảo vật đặc thù, bên trong sắp đặt kỳ môn độn giáp. Còn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khảo hạch như thế nào thì ta cũng không biết. Kỳ môn độn giáp, đó là cái gì? Là một loại chức nghiệp đặc thù, rất là thưa thớt, nghe nói toàn bộ huyễn vũ đế quốc cũng không có lấy một phân bộ. Nhìn thấy trong sương mù lại xuất hiện một tòa thành, Tất cả mọi người đồng thời xôn xao. Ngay cả mấy người Khang Đường chủ cũng cũng cau mày lên. Bọn hắn kiến thức rộng rãi, thế nhưng thứ này lại chưa bao giờ nghe qua. Quỷ vực mê thành chỉ có một cửa vào và một cửa ra, khảo hạch tâm tính. Chỉ cần chư vị ở đây, trong thời gian một nén hương, đi theo lối vào, sau đó lại ra theo lối ra, coi như là chiến thắng. Hồng sư cười cười, nói ra quy tắc. Đơn giản như vậy thôi sao? Chỉ thấy lối vào lối ra ở đâu ta cũng không biết chỉ có điều có lẽ phải đi vào thì mới có thể tìm ra được nghe thấy quy tắc dễ dàng như vậy tất cả mọi người đều sướng sờ ngay cả trương huyền cũng cảm thấy có chút kỳ quái tất cả mọi người đều là danh sư tứ tinh nhãn lực siêu quần coi như bên trong quỷ vực huyễn thành này có trận pháp có thể mê hoặc người ta nếu muốn thông qua cũng sẽ không quá khó khăn đã được gọi là tuyển chọn làm sao lại đơn giản như vậy chứ không phải các người đang cảm thấy quá mức đơn giản đó chứ. Ta có thể nói sớm cho các người biết, không nên ôm tâm lý may mắn, cửa này không dễ dàng qua như vậy đâu. Nhìn ra mối nghi hoặc của mọi người, Hồng Sư cười cười, quỷ vực huyễn thành mỗi một lần chỉ có thể tiến vào một người, ở đây tổng cộng có 56 vị, cho nên phải xếp hạng ra trình tự. Vừa rồi đã kiểm tra tuổi tác, ta thấy không bằng theo tuổi tác lớn nhỏ để tiến hành sắp xếp, từ nhỏ đến lớn. Trận đầu, từ vị trương sư này xông trước đi. Tuổi tác của trương huyền nhỏ nhất, nếu sắp xếp theo tuổi tác, như vậy hắn sẽ là người thứ nhất đi vào. Hồng sư sắp xếp như vậy cũng là muốn nhìn xem vị thân truyền đệ tử này của Dương sư, rốt cuộc có năng lực cao bao nhiêu. Ta, Trương Huyền nháy con mắt. Ừm, Hồng sư gật gật đầu nói. Để Trương sư lên trước, có phải có chút quá lỗ mãng hay không? Dưới đài, đám người khang đường chủ, tô trưởng lão nhìn nhau, khóe miệng đều giật giật một cái ta cảm thấy cũng có chút ngô trưởng lão liên tục gật đầu lúc trước thi đấu tuyển chọn ở vạn quốc thành hắn đã từng bị thua thiệt qua vị trương sư này thủ đoạn quá mức quỷ dị nếu như để cho hắn là người thứ nhất đi lên hồng sư biện pháp này quá thiếu thỏa đáng chuyện này hồng sư nếu không để cho ta tới trước đi trương sư có thể đi vào cuối cùng nhược hoan công tử cũng kịp phản ứng tiến về phía trước một bước rồi nói làm sao vậy, nói theo tuổi tác thì theo tuổi tác, còn định bao che hay sao? chương 1010, Quỷ vực huyễn thành 2 Không có thực lực thì cũng đừng tới, lâm trận sợ hãi, không dám tiến về phía trước thì lăn trở về. Vạn quốc liên minh các người đã ném người này lên thì đừng làm cho chức nghiệp danh sư như chúng ta bị mất mặt. Hiện tại sợ hãi cũng đã chậm rồi. Nghe thấy lời nói của nhược hoan công tử, tất cả danh sư tham gia trận đấu đều cười lạnh là người thứ nhất đi vào, tương đương với là người liều đầu tiên, trên tâm lý khó tránh khỏi sẽ mang theo bóng mờ. Tất cả mọi người nhìn lại, vị trương huyền này không muốn lên, còn để cho nhược hoan công tử mở miệng, rất rõ ràng bản thân đã bị sợ hãi. Kết hợp với tuổi tác và tu vi của hắn, cho nên vẻ xem thường đã lộ rõ trên mặt mọi người. Yên tâm đi, người thứ nhất vượt quan so với người cuối cùng vượt quan, hiệu quả tương đương. Trong nội thành kỳ môn độn giáp liên tục biến hóa, không có một lần giống nhau. Coi như biết trước đó gặp phải cảnh tượng gì thì người phía sau cũng không có giá trị tham khảo. Cho rằng đối phương đang lo lắng tới chuyên này, Hồng Sư cười cười cười, mặt khác, trong một nén nhang mà không ra, công kích sẽ tự động biến mất, coi như tu vi không đủ thì cũng sẽ không có nguy hiểm tới tính mạng. Không cần lo lắng, ta có thể ứng phó được. Thấy đối phương muốn thay mình đi lên, Trương Huyền cười cười rồi vẫy tay. Quỷ vực huyễn thành này nghe qua rất là đáng sợ, hắn cũng không quá quan tâm. mời thấy hắn đồng ý, không có chút e ngại nào, trên mặt hồng sư hiện lên vẻ tán dương, hắn vẫy vẫy tay. ừm, um. đáp một câu, trương huyền nhấc chân đi vào. thấy hắn đã biến mất ở trước mắt, lúc này nhược hoan công tử mới cười khổ nói, đương nhiên ta biết người có thể ứng phó, ta sợ là quỷ vực huyễn thành không ứng phó được người a. À. nói thật, hắn đã ở chung không ít thời gian với người này, cho nên cũng biết rất rõ về đối phương thoạt nhìn mơ mơ màng màng thế nhưng vừa ra tay tất nhiên có thể hù chết người khác không nói ngô trưởng lão bạch trưởng lão đã bị hắn tra tấn tới mức sắp điên lại nói lúc ở băng nguyên cung nói là muốn mượn âm dương đầm tu luyện kết quả âm dương đầm còn không có thấy thì đã chạy trước dùng hết mẫu thủy của người ta ra bài quá không theo lẽ thường quỷ vực huyễn thành này thoạt nhìn rất lợi hại để người khác xông vào thì hắn còn yên tâm một chút nhưng để tên này đi vào ai biết đối phương sẽ làm ra chuyện thiêu thân gì chứ chỉ mong sẽ không xảy ra chuyện đặt tay lên ngực vẻ mặt nhược hoan công tử lúc đỏ lúc trắng không cần lo lắng trương sư năng lực siêu quần sẽ không có nguy hiểm thấy sắc mặt hắn không dễ nhìn tống siêu đi tới rồi nói những ngày này không nhìn thấy trương huyền hắn thường xuyên đi danh sư đường cho nên cũng đã sớm quen biết với nhược hoan công tử Bọn hắn đều bị Trương sư tàn phá cho nên cũng coi như có cùng chủ đề. Lại thêm xuất thân đều không kém, trên người mang theo khí thế quý công tử. Vì vậy tuy rằng là đối thủ, nhưng cũng có loại hương vị cùng chung chí hướng. Khổ khổ, thứ ta lo lắng không phải là Trương sư sẽ gặp nguy hiểm, mà là Vừa nói được một nửa thì Nhược Hoan công tử ngừng lại, chỉ mong là ta nghĩ nhiều. Không lo lắng hắn gặp nguy hiểm, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ người còn lo lắng cho quỷ vực huyễn thành này gặp nguy hiểm ư? Tống siêu còn chưa lên tiếng thì đã thấy một thanh niên cách đó không xa hất ống tay áo lên, nói thật sự là nực cười. Hai người quay đầu nhìn lại, người vừa nói chuyện là một thanh niên có cái mũi cao ngất, lông mi rất đậm. Hàn khí tông, liều vũ trí, là nhân vật xếp hạng thứ hai tiềm lực bảng gần với La Tuyền. Nhược hoan công tử lập tức nhận ra được. Người thanh niên này, mặc dù nói chuyện không xuôi tai thế nhưng bản lĩnh chân thực lại không thể khinh thường. Đệ nhất thiên tài Hàn Khí Tông là nhân vật nhất đỉnh phong gần với La Tuyền, có thể đoạt giải quán quân năm nay. Chuyện này, trương sư đúng là rất lợi hại, không biết nên trả lời như thế nào, nhược hoan công tử đành phải có chút lung tung nói. Lợi hại, liêu vũ trí hừ một tiếng, nói các ngươi không biết chỗ đáng sợ của quỷ vực huyễn thành này đâu. Đáng sợ, hai người sửng sốt một chút, hỏi chẳng lẽ liêu huynh biết. Đương nhiên, ta từng thấy qua giới thiệu về thứ này trên một quyển sách, khất cầm lên, trong ánh mắt của Lưu Vũ Trí mang theo một chút ngạo nghế. Thứ này, rất nhiều đường chủ cũng không rõ ràng, thế nhưng hắn lại biết, cho nên mới coi mình học rộng tài cao. Quỷ vực huyễn thành, bên trong có bảy kỳ môn độn giáp, chia làm tam kỳ, bát môn, lục giáp, ở trong chứa những vật có linh tính như giá trị phù, đăng xa, thái âm, lục hợp, bạch hổ, huyền vũ, cửu địa, cửu thiên khiến cho người tiến vào bên trong rơi vào trong sự sợ hãi vô tận, khó mà tự kềm chế được. Người tâm tính không đủ sẽ rất dễ dàng bị công phá phòng ngự của linh hồn, từ đó mất đi lòng tin với bản thân. Hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt liêu vũ trí thản nhiên, mang theo ý chỉ điểm Giang Sơn. Vị trương sư này ta đã nghe nói qua, có thể đánh bại nhược hoan công tử ngươi, quả thực có chút bản lĩnh. Chỉ bằng vào trường ấy tuổi đã đi đến tứ tinh, ta cũng có chút bội phục. Chỉ là tuổi còn nhỏ, quá thuận buồm xuôi gió, không có trải qua cản trở, tâm tính tất nhiên sẽ không đủ. Cửa này, sợ rằng sẽ là chướng ngại lớn nhất của hắn. Có thể trở thành người đứng đầu đoạt giải quán quân, không chỉ bản thân hắn mạnh mẽ mà cũng am hiểu phân tích. Trương Huyền này mặc dù tuổi tác không lớn, thế nhưng có thể từ trong vạn quốc liên minh trổ hết tài năng, tất nhiên không đơn giản. Bởi vậy, hắn không có ý khinh thường một chút nào. Chỉ là, thiên tài là thiên tài đáng tiếc tuổi tác vẫn còn quá nhỏ, tâm tính không đủ, sẽ là lỗ hổng lớn nhất của hắn. Cửa này, hẳn ẽ không có cách nào thông qua được. Nếu như ta suy đoán không sai, hắn vừa tiến vào bên trong có lẽ sẽ không kiên trì được 5 đến 10 phút đồng hồ. Sẽ lập tức tâm tính thất thủ, không có cách nào tự kiềm chế được bản thân, Lưu Vũ Trí phân tích. 5 đến 10 phút đồng hồ. Ừm, thứ này quá lợi hại, ta đã âm thầm tính toán một chút, nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì trong thời gian một nén nhang. Thời gian mà Hồng Sư thiết kế vẫn rất là chính xác. Nhất định phải trong khoảng thời gian này đi ra ngoài, nếu không, ai cũng không kiên trì nổi. Hắn nhỏ tuổi hơn ta nhiều như vậy, có thể kiên trì được 5 phút đồng hồ trở lên đã coi như là không tệ rồi. Liêu Vũ Trí vẫy tay, vẻ mặt cao ngạo, đang định tiếp tục nói tiếp thì đột nhiên sừng sốt. Hai mắt trợn tròn giống như gặp quỷ, cả người cũng cứng ngắc tại chỗ, bờ môi không ngừng run rẩy. Cái này, đây rốt cuộc là tình huống gì vậy? chương 1011 còn có thể sửa được không? một Trương Huyền đẩy cửa đi vào huyễn thành. Đập vào mắt hắn là một màu đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Dọc theo hành lang đi về phía trước hai bước, một trận âm phong thổi qua, ngay sau đó bên tai đã vang lên thanh âm quỷ dị. Ô ô ô ô như oán như kể lể, như khóc nghỉ non vang lên ở trong lòng, coi như bịt kín lỗ tai cũng không có tác dụng. Đây là linh hồn mê hoặc." Trương Huyền nhíu mày, loại tình huống này ban đầu khi ở Vu hồn mộ, Mặc hồn sinh cũng đã từng dùng qua một lần. Thanh âm vang vọng ở sâu trong linh hồn, coi như đóng lục thức lại cũng không có tác dụng. Dương mắt nhìn qua, dường như có vô số con mắt chằm chằm vào, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào tới, muốn xé rách hắn thành từng mảnh vỡ. Chung quanh đen kịt, lại có tiếng khóc vang vọng ở trong lòng, bất cứ lúc nào cũng sẽ có công kích khó trách lại là khảo hạch tâm tính tâm tính không tốt sợ rằng sẽ trực tiếp bị dọa ngất ầm ầm trong lòng đang cảm khái thì đã cảm thấy có một cỗ khí tức cường đại từ một bên chui ra lập tức có tiếng gió rít gào công kích về phía hắn con người có rụt lại thân thể nhảy lên về phía trước vừa mới né tránh công kích thì đã cảm thấy ở ngay phía trước có một đạo khí tức bay thẳng tới lần nữa trốn tránh còn chưa rơi xuống đất thì lại cảm thấy công kích đã đổi phương hướng từ một bên khác tập kích tới liên tục nhảy lên bảy tám lần, trên đầu đổ đầy mồ hôi, Trương Huyền có chút nóng nảy. Nghe tiếng gió công kích càng lúc càng nhanh, nếu như không trốn tránh được nữa thì sẽ rất có khả năng bị thương ở đây. Cửa này không sẽ khó như thế chứ. Không đúng, vừa rồi công kích đánh tới, chỉ cảm thấy khí thức và ba động, lại không nghe được thanh âm lực lượng va chạm. Lại nhảy mấy lần, Trương Huyền đột nhiên sững sờ. Tiếng công kích trong tai tựa như mưa to gió lớn, liên tiếp không ngừng thế nhưng có thể chỉ nghe được công kích về phía hắn, nhưng lại không có thanh âm tiếp xúc với mặt tường nơi đó. Nếu quả thực là công kích, bị hắn tránh thoát, nhất định sẽ rơi vào bức tường hoặc là trên mặt đất, tạo ra hố sâu, để lại dấu ấn. Thế nhưng ngay cả động tính gì cũng không có, liệu có phải công kích cũng là một loại huyến tượng hay không? Minh Lý Chi Nhãn Một mặt lay động, một mặt mở ra Minh Lý Chi Nhãn. Trong nháy mắt, cảnh vật đen kịt trước mắt triệt để bị giảm bớt, hình dáng cả phòng hiện ra. Minh Lý Chi nhãn có thể thấy rõ bản chất, mặc dù cấp bậc của quỷ vực huyễn thành này tương đối cao, rất khó nhìn thấu. Thân ở bên trong, hắn muốn nhìn thấu một bộ phận hư ảo vẫn rất là đơn giản. Trước đó công kích tạo thành tiếng xé gió vang lên, lúc này rơi vào trong mắt hắn lại là vô số linh tính vần quanh ở chung quanh. Những linh tính này cũng không biết là cây cối, hay là linh thú, mặc dù tiếng gió sinh ra kịch liệt, Thế nhưng trên thực tế đối với vật chất thực thể lại không có bất kỳ hiệu quả công kích gì cả. Chính vì vậy, ở tường mới không có xuất hiện những cái hố. Chỉ là, nếu không phải hắn có minh lý chi nhãn, cảm nhận được ở bên trong không gian đen kịt có loại khí tức cường đại này điên cuồng xung kích. Như vậy có cho hắn mấy lá gan cũng sẽ không dám mạnh mẽ chống đỡ. Người khác hết cách với những vật này, chỉ có thể để cho nó quấy nhiễu, thống khổ không chịu nổi. Qua thời gian dài, thật sự có thể sụp đổ, ta thì không giống. Sau khi hiểu rõ là cái công kích gì, khóe miệng Trương Huyền nhếch lên, mỉm cười. Những người khác gặp được những linh tính nhìn không thấy sờ không được này, quả thực phải to đầu lên. Dân ra, sẽ giống như là gặp ma, tâm lý sụp đổ, triệt để nổi điên. Mà hắn, thân là vu hồn sư, nếu như để cho cái đồ chơi này mê hoặc, thật sự rất là mất mặt. Vu hồn, ra, tinh thần khẽ động, nghi tâm tỏa ra ánh sáng trói lọi, phù hồn giống hắn như đúc lập tức nhảy ra ngoài, bàn tay đánh ra pháp quyết. Ông, quang mang lóe lên, tất cả linh tính lập tức giống như thấy được khắc tinh vậy, bị dọa đến mức nhao nhao chạy trốn. Phù hồn, bản thân đã có linh tính cường đại, mà thứ trương huyền tu luyện lại chính là công pháp thiên đạo vô hồn, hồn phách mang theo khí tức cương mãnh, quỷ thần lui tránh. Hắn không có luyện hóa những linh tính này tại chỗ, trở thành vật của mình cũng đã coi như hạ thủ lưu tình để cho hồng sư mặt mũi lắm rồi. Đuổi linh tính làm loạn đi, bên tai thanh tịnh hơn không ít, vu hồn trở về cơ thể. Lúc này Trương Huyền đứng dậy, đang muốn tìm lối ra thì lại đột nhiên mỉm cười. Tìm lối ra làm gì, tìm được thiếu sót, phá vỡ hư ảo không phải sẽ đi ra ngoài hay sao? Mới vừa vào cửa không lâu thì đã gặp phải nhiều linh tính như vậy, còn có công kích quỷ dị, ai biết đằng sau còn có chiêu gì nữa hay không? so với việc phiền toái như vậy còn không bằng tìm chỗ thiếu hụt, giống như trận pháp vậy, khiến cho quỷ vực huyễn thành này ngừng vận chuyển, sau đó nghênh ngang đi ra ngoài. Dù sao trận pháp dừng lại cũng không phải phá hỏng cơ sở, sau khi hắn rời khỏi còn có thể lần nữa khôi phục, không ảnh hưởng đến khảo hạch kế tiếp. Nghĩ đến chuyện này, bàn tay hắn sờ một cái lên trên mặt đất, trong đầu xuất hiện một quyển sách. Quỷ vực huyễn thành do danh sư ngũ tinh phi ngọc tử luyện chế, trong đó ẩn chứa kỳ môn độn giáp, vô số linh tính. Có thể kiểm tra khảo hạch, tôi luyện tâm tính, thiếu sót một, bệ đá trung tâm bởi vì là cơ quan đầu mối then chốt cho nên rất dễ dàng phát hiện ra. Trong sách có ghi nội dung rất kỹ càng. Bệ đá trung tâm chính là đầu mối then chốt của cơ quan sao? Minh Lý Chi Nhãn vận chuyển, đi về phía trước mấy bước, quả nhiên đã nhìn thấy một cái bệ đá cao cỡ một người lớn. Cũng quá lộ liễu a. À nhìn thấy thứ quan trọng nhất lại bày trần trụi ở bên ngoài như thế, trương huyền lắc đầu. chỉ là suy nghĩ một chút thì cũng có thể nhận ra được. chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. có đôi khi hạch âm chân chính chưa hẳn đã phải giấu đi, đặt ở chỗ bắt mắt nhất như vậy sẽ càng làm cho người ta không thể tin được. lại nói người tu luyện đi vào huyễn thành bị linh tính quấy nhiễu, lục thức khó mà nhận biết. coi như nhìn thấy bệ đá thì cũng sẽ không nghĩ ra đây chính là nơi quan trọng nhất ha ha đây đã là đầu mối then chốt của cơ quan, như vậy đẩy thứ này ra, có phải quỷ vực sẽ dừng lại hay không? Hắn không muốn tiếp tục nhìn xuống dưới nữa cho nên mới thuận tay khép sách lại, Minh Lý chi nhãn lập lè, nhìn chầm chầm về phía bệ đá trước mắt. Bệ đá cứng rắn, không biết dùng tài liệu gì luyện chế mà thành, bóng loáng chỉnh tề. Muốn tìm một cái nút nhấn cũng không tìm thấy bất luận một chút cơ quan nào cả. Đưa tay đẩy một cái, bệ đá vẫn không nhúc nhích tí nào, giống như vốn đã sinh trưởng ở cùng một chỗ cùng với tòa thành này vậy. Chương 1012, còn có thể sửa được không? Hai, ta không tin không đẩy được, Thiên đạo chi quyền. Hai hàng lông mày nhíu lại, cơ bắp cánh tay kéo căng, lực lượng toàn thân giống như cung tiến dũng mãnh lao nhanh. Phanh, một quyền rơi vào trên bệ đá, bệ đá chỉ lắc lư một cái, lại lần nữa không có động tính. Mà hắn lại cảm thấy nắm đấm của mình đau rát đau, sắp sưng lên tảng đá này thật cứng. Trương Huyền rất là kinh ngạc. Lực lượng của hắn đã đạt đến 260 vạn đỉnh, lại phối hợp với thiên đạo quyền Pháp. Ngay cả vũ khí linh phẩm sơ cấp cũng có thể dùng một quyền đánh nát, một tòa núi nhỏ cũng có thể nhấc lên được. Bệ đá thoạt nhìn rất bình thường này lại không nhúc nhích tí nào, thậm chí còn phản chấn cho nắm đấm của hắn đau nhức, cũng quá là đáng sợ a. À. Chỉ sợ đã đạt đến linh phẩm trung cấp, thậm chí cao cấp, có thể ngăn cản công kích của hắn, như vậy bệ đá này sẽ giống như huyễn thành vậy, cấp bậc không thấp, ít nhất cũng là linh phẩm trung cấp, thậm chí đã đạt tới cao cấp. Không đẩy được thì phải làm sao bây giờ? Trương Huyền xoa xoa lông mày. Biết làm như thế nào cũng phải làm quỷ vực huyễn thành dừng lại, lại bởi vì thực lực không đủ mà không làm được, chuyện này cũng đủ buồn bực. Đúng rồi, ta không đẩy được thì không có nghĩa là người khác không đẩy được a à hát. Sừng sốt một chút, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên bằng vào lực lượng bây giờ của hắn quả thực không đẩy được thế nhưng cũng không đại biểu những người khác cũng không đẩy được tỷ như phân thân lúc trước đối quyền với tên này bản tôn đã hoàn toàn bị ngược đãi không nói trước lực lượng như thế nào chỉ riêng thân thể đối phương đã cường đại tới mức không thể tưởng tượng nổi đi ra tinh thần khẽ động phân thân lập tức xuất hiện ở bên cạnh tên này đặt ở trong giới chỉ chữ vật muốn thả ra chỉ cần một ý niệm mà thôi tinh thần khẽ động triệu hồi phân thân ra ngay sau đó hắn phân phó đẩy cái bệ đá này cho ta làm cho trận pháp dừng lại được phân thân và bản tôn vốn là một người ý tưởng tương đồng nắm đấm siết chặt nó cũng đánh ra một quyền thiên đạo chi quyền giang giác giang giác lần phân thân này cũng không cảm thấy nắm đấm đau đớn cột đá trước mắt lại vang vọng một tiếng giòn rã trên mặt xuất hiện từng vết nứt ngay sau đó vết nứt càng lúc càng lớn xoạt một tiếng cột đá đổ sụp thành một đống đá vụn ngươi ngươi không thể dùng sức lực nhỏ một chút hay sao con mắt trợn tròn đầu trương huyền như nổ tung không phải thứ này rất cứng rắn khiến cho nắm đấm của hắn bị chấn tới mức đau đớn không chịu nổi hay sao làm sao thoáng cái đã bị đánh nát dường như phân thân đã dùng lực lượng quá lớn a AH. hát là nhục thể phân thân quá mức cường hãn hay là cấp bậc áp chế sửng sốt một chút Trương Huyền lập tức hiểu ra, hắn cảm giác mình sắp khóc. Phân thân là do cửu thiên liên thai luyện chế mà thành, đẳng cấp quá cao, đụng phải thứ đẳng cấp thấp, coi như không cần dùng lực lượng quá lớn thì cũng có thể khiến cho nó bị hủy hoại. Giống như đá và kim cương vậy, cầm để chiến đấu với người khác, hiệu quả không bằng thủy thủ. Thế nhưng cắt thủy tinh, thủy thủy lại không làm được. Hắn chính là cái đao kia, phân thân là đá kim cương, mặc dù dùng lực lượng không lớn, thế nhưng cột đá căn bản lại không chịu nổi. Vốn phân thân dự định đẩy ra, kết quả, lại trực tiếp làm cho nó bị phế đi. Âm âm, ngay khi mặt mũi hắn đang xoắn suýt, không biết nên làm gì mới phải thì đã cảm thấy toàn bộ quỷ vực huyễn thành phát ra tiếng oanh minh, kịch liệt đung đưa. Hạch tâm trung tâm đã bị hủy, thứ chống đỡ trận pháp huyễn thành cũng đã triệt để báo hỏng, kiến trúc cực lớn giống như lầu các ở trên không trung, trong nháy mắt đã sụp đổ. Thu thu phân thân vào trong giới chỉ chữ vật vừa vặn lúc này không ngừng có những hòn đá rất xuống trương huyền biết lúc này chạy trốn đã không còn kịp rồi cho nên đành phải giơ bàn tay lên chặn những hòn đá đang rơi xuống không cho chúng nó nện vào trên đầu mình dương sư lợi hại như vậy có lẽ học sinh của hắn có thể thông qua quỷ vực huyễn thành này a à? phía ngoài sân khấu thấy trương huyền đã đi vào bên trong trong lòng hồng sư cũng có chút lo lắng Dương sư để học sinh tham gia thi đấu là tới để ma luyện, không phải ngay từ cửa thứ nhất đã bị đào thải đó chứ. Chỉ là suy nghĩ kỹ một chút, dương sư cường đại như vậy, học sinh sao lại có khả năng đơn giản chứ. Quỷ vực huyễn thành, mặc dù quỷ dị, thế nhưng dựa vào độ khó mà ta điều chỉnh, 56 người dự thi này hẳn có thể có 85% người thông qua trở lên. Trương sư sẽ không ở trong đám người đào thải, hiện tại phải nhìn một chút, đối phương mất bao lâu mới có thể đi ra quỷ vực huyễn thành còn có một chỗ tốt, đó chính là còn có thể phán đoán tâm tính mạnh mẽ hay không, đi ra càng sớm thì tâm tính càng lợi hại, trái lại thì lại càng yếu. Nếu như không lo lắng tới việc trương sư có thể đi ra hay không thì chỉ cần xem bao lâu hắn mới có thể xuất hiện là được. Cái huyễn thành này, ngay cả ta tiến vào bên trong cũng cần 7 phút mới có thể đi ra, những người dự thi này, coi như tâm tính rất tốt thì ít nhất cũng phải 10 phút đồng hồ trở lên. Trương sư chỉ có chừng ấy tuổi có thể trong vòng 13 phút đi ra, như vậy cũng đã coi như rất tốt rồi. Trong lòng tính toán một chút, Hồng Sư âm thầm gật đầu. Nhìn thấy thời gian còn sớm, hắn đang muốn thư giãn một tí, tìm một chỗ ngồi xuống thì đã cảm thấy phía trước nay động kịch liệt một hồi, ngay sau đó đã là đất rung núi chuyển. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy quỷ vực huyễn thành cực lớn trước mắt thoáng cái đã sụp đổ xuống trước mắt hắn. Ngay sau đó lộ ra một đạo thân ảnh dơ hai tay lên đầu, giống như liệt sĩ, cùng với khuôn mặt xấu hổ và có chút ngượng ngùng. Ngay sau đó đạo thân ảnh này gãi gãi đầu, tràn ngập áy náy và vô tội nói một câu. Cái này, Hồng Sư, ta không cẩn thận làm hỏng quỷ vực huyễn thành của ngươi, xin hỏi. Còn có thể sửa được không? chương 1013, dị linh tộc kinh khủng một Sửa. Nhìn đá vụn đầy đất cùng với phía tích như bị pháo bắn qua, toàn thân Hồng Sư cứng đờ, cảnh vật trước mắt tối sầm lại, sắp ngất đi. Ngươi chỉ phá hủy một mặt tường, một cái hành lang thì còn có thể tu bổ. Cảnh tượng như vậy bảo ta sửa làm sao đây? Sửa cái lông a, à. chỉ vượt mà thôi. Nếu có thể đi ra thì đi ra. Nếu không đi ra được thì cũng không có. Rốt cuộc quỷ vực huyễn thành này của ta đắc tội với ngươi thế nào mà ngươi lại hủy thành đi như vậy chứ? Lại nói, lúc này mới qua vài phút, hai phút đồng hồ, hay là ba phút. Bên trong thời gian ngắn như vậy, ngay cả ta cũng rất khó đi đến trung tâm rốt cuộc ngươi hủy đi thế nào vậy? Chỉ cảm thấy trái tim run rẩy, Hồng Sư cảm giác mình sắp điên rồi. Quả nhiên, không giống như Hồng Sư đang nổi điên, đám người khang đường chủ đồng thời vỗ chán một cái. Bọn hắn đã đoán được vị trương sư này có sẽ gây ra chuyện gì đó thiêu thân. Vừa nhìn thấy mới biết được chuyện thiêu thân vẫn là xem thường hắn. Đây là tiết tấu muốn hạ thấp cấp bậc của thi đấu danh sư, làm cho những người khác không có cách nào khảo hạch nữa nha khảo hạch tâm tính, chỗ dựa lớn nhất chính là quỷ vực huyễn thành này, bây giờ ngươi đã khiến cho thành sập, còn kiểm tra thế nào nữa chứ? Đi con đường của mình, để cho người khác không có đường có thể đi. Sau khi xong lại khiến cho người khác không thể vượt thành được nữa. Trương sư, người cũng quá mạnh mẽ a. Bên này tràn ngập im lặng, liều vũ trí từ trong khiếp sợ khôi phục lại, thân thể cũng nhoáng một cái. Vừa rồi, Nhược Hoan Công Tử đã nói người ta lo lắng quỷ vực huyễn thành sẽ có nguy hiểm. Lúc đó bản thân hắn cảm thấy là chuyện cười, lời nói vô căn cứ, hiện tại xem ra là sự thật. Đi vào không đến 3 phút thì đã phá hủy một một tòa thành của người ta. Ta đã biết, người không phải là danh sư vượt quan, mà là đội phá dỡ A. Trung quanh khiếp sợ lặng ngắt như tờ, vạn chúng nhìn chừng chừng vào trương huyền. Hắn vỗ vỗ bụi đất trên người, cũng tràn ngập bất đắc dĩ hắn chỉ muốn im lặng làm cho trận pháp dừng lại, sau đó nghênh ngang đi ra ngoài. Nhưng nguyện vọng đơn giản như thế làm sao lại khó thực hiện như vậy chứ? Sửa nhất định là không sửa được. Mặc dù đau lòng tới mức nhỏ máu, tức giận đến sắp ngất đi, thế nhưng Hồng Sư vẫn rất nhanh khôi phục lại. Bất kể nói thế nào thì đối phương cũng là học sinh của Dương Sư, cũng không phải cố ý, cho nên hắn cũng không thể nào quá phận được. Mặc dù đau lòng cho món bảo vật như quỷ vực huyễn thành này, Thế nhưng nếu nó đã sụp đổ thì nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Hắn đành phải cắn răng nuốt vào trong bụng, tự nhận mình xui xẻo. Chỉ là cái đồ chơi này vừa mới khảo hạch người đầu tiên đã biến thành bộ dáng này, như vậy những người phía dưới còn kiểm tra như thế nào nữa? Vác danh sư khác cũng đồng loạt nhìn qua. Quỷ vực huyễn thành đã bị hủy hoại, như khảo hạch tâm tính sẽ tạm thời coi như không có gì. Các chư vị phía dưới chuẩn bị tiến hành khảo hạch dũng khí. Dừng lại một chút, Hồng Sư cắn răng nói. Thi đấu tuyển chọn có bốn cửa, thiếu một cửa, cho dù có chút ảnh hưởng thế nhưng cũng không tính là quá lớn, chỉ ít vẫn nằm trong khống chế của hắn. Khảo hạch dũng khí. Cái này làm sao kiểm tra đây? Nghe thấy sắp tiến hành khảo hạch cửa ải tiếp theo, mọi người cũng từ trong khiếp sợ khôi phục lại. Ý nghĩa của khổng sư khi sáng lập ra cái nghề danh sư này, chắc hẳn không cần ta nhiều lời thì chư vị cũng đều rõ ràng ha. À. Hồng sư nói vì muốn để cho nhân loại càng thêm cường đại dễ đối kháng với dị linh tộc đối kháng với tai nạn hơn một vị danh sư mở miệng nói dự tính ban đầu khi khổng sư sáng lập ra danh sư là bởi vì muốn người người như rồng chỉ có bản thân mạnh mẽ thì mới có thể càng thêm phồn vinh hưng thịnh toàn bộ chủng tộc ngày càng thịnh vượng không sai mấy vạn năm trước dị linh tộc tàn phá bừa bãi xâm nhập vào trong địa vực nhân loại trong thiên địa đều là cảnh sinh linh đồ thán vì cứu vãn sinh mệnh trong chiến hỏa, khổng sư mới sáng lập ra cái nghề nghiệp như danh sư này, trải qua hơn vạn năm phát triển, nó đã phát triển tới mức huy hoàng trước nay chưa có. Hồng sư gật gật đầu, nhìn về phía mọi người, ánh mắt lấp lánh. Khảo hạch dũng khí, rất đơn giản, chính là làm tròn chức trách của danh sư. Làm chuyện nên làm, một mình đối mặt với dị linh tộc. Dị linh tộc, không phải chủng tộc này đã bị diệt tuyệt rồi sao? Chẳng lẽ còn có người còn sống? tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Sĩ linh tộc, từ mấy vạn năm trước đã bị khổng sư dẫn người xua đuổi, đã mất đi tung tích ở bên trên đại lục, đối mặt với chủng tộc này là có ý gì? Sĩ linh tộc từ vạn năm trước đã bị xua đuổi, thế nhưng ở bên trên đại lục vẫn còn có một số còn sống, bọn họ ngụy trang thành nhân loại, ẩn giấu ở trong đám người. Hai hàng lông mày của hồng sư tràn ngập vẻ ngưng trọng, bàn tay lớn đánh ra một cái. Siêu siêu. Phía sau sân khấu, một khối khác bị sương mù bao phủ đã hiển hiện ra, là một nhà đá cực lớn. Mặc dù cửa phòng đã đóng chặt, không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Thế nhưng có thể cảm nhận được sát ý nồng đậm và khí thức hùng hồn không ngừng truyền đến từ trong đó. Giống như chỉ cần có người tới gần nó sẽ xé rách thành bụi phấn. Khí tức quá hung mãnh, chẳng lẽ trong nhà đá chính là dị linh tộc hay sao? Nghe nói dị linh tộc hung tàn đã thành tính, coi nhân loại như con sâu cái kiến để chém dế trên người mang theo sát khí cực kỳ nồng đậm nhân loại bình thường đừng nói là giết bọn chúng có khả năng vừa gặp mặt đã không thể chống chọi sẽ bị dọa ngất tại chỗ cách một cái nhà đá cũng đã khiến cho lòng người kinh hãi nếu chân chính gặp mặt không biết sẽ mạnh cỡ nào a à. cảm nhận được khí tức truyền đến từ trong nhà đá tất cả mọi người đều biến sắc quá kinh khủng người tới gần sân khấu hầu như đều là cường giả như danh sư tứ tinh còn chưa có mở cửa thì đã cảm thấy sát lục chi khí tràn ngập, khiến cho chân cẳng người ta như nhũn ra. Chẳng lẽ bên trong có một đống dị linh tộc lợi hại? Dị linh tộc tàn nhẫn giảo hoạt, không chỉ giết người không đâu. Mà vì mạnh mẽ, có khi ngay cả mình tộc nhân bọn chúng cũng thôn phệ. Trong mắt bọn hắn, nhân loại chỉ là sinh mệnh cấp thấp, là con mồi mà thôi. Hồng Sư hừ một tiếng, nói. Gia hỏa này ẩn giấu ở trong cảnh nội hồng phong đế quốc, chỉ ít đã giết mấy ngàn nhân loại vô tội. Ta đuổi hắn dòng dã 3 năm mới bắt được hắn. Mặc dù bây giờ đã bị ta dùng kim hồn tỏa, khóa lại xương cốt. Làm cho hắn không có cách nào vận dụng lực lượng, cũng không thể chiến đấu. Thế nhưng lại có thể áp bách linh hồn đối với các người, khiến cho các người từ chỗ sâu trong lòng sinh ra sự sợ hãi nồng đậm nhất. Đừng nói là danh sư tứ tinh đỉnh phong, coi như là một chút cường giả chuẩn ngũ tinh cũng không dám tới chính diện giao phong. Audio điện tử võ tấn bền chương 1014, dị linh tộc kinh khủng 2 Giống như người gặp phải lão hổ vậy, dù đối phương không nhúc nhích, thế nhưng con người cũng sẽ cảm thấy chân cẳng như nhũn ra một cách tự nhiên, không có bất kỳ một chút khí lực nào khác. Chuyện này liên quan tới lòng can đảm. Muốn giết hổ, ngay cả lực lượng tới gần lão hổ cũng không có. Như vậy làm sao có thể thành công? Danh sư, đối kháng với dị linh tộc mà cũng không dám tới gần, như vậy coi như khảo hạch cao cấp đến đâu thì cũng vô dụng. Khảo nghiệm dũng khí, rất đơn giản, chính là đi tới trước mặt hắn rồi ngồi xuống. Nhìn xem có khoảng cách gần nhất, ai can đảm lớn nhất. Lấy 5 mét làm hạn định, nếu như không có cách nào đến gần thì coi như tất cả không thông qua. Vung tay lên, hồng sư cong ngón tay rồi búng ra. Xoạt, bức tường lập tức nứt ra, một người cao hơn 3 mét, tựa như người khổng lồ, bộ dáng giữ tợn giống như quái thú xuất hiện ở trước mặt mọi người. Âm âm, quái thú xuất hiện, khí tức cuồng bạo chợt lan tràn ra. Không ít người xem tới gần sân khấu còn chưa có kịp phản ứng thì đã cảm thấy đầu mình choáng váng, trước mắt tối sầm lại, bị dọa ngất đi. Không chỉ có bọn họ, ngay cả đám người tống siêu trên đài, vẻ mặt cũng trắng bệch, bờ môi tím tái. Sĩ linh tộc nô dịch nhân loại, nếu không phải có khổng sư lăng không xuất hiện, sáng chế ra chức nghiệp danh sư, lại đuổi chúng đi. Như vậy chỉ sợ đại lục hiện tại đã khuất phục ở dưới dâm uy của đối phương rồi. Lần thứ nhất nhìn thấy, xung kích đối với tâm linh rất mạnh, căn bản không phải là chuyện mà người bình thường có thể tiếp nhận được. Đây chính là dị linh tộc. Trương Huyền cũng nhíu mày một cái. Kẻ trước mắt này giống như một đầu cửa thú dữ tợn, trên dưới toàn thân đều mang theo mùi máu tanh nồng đậm. Giống như tới gần hắn sẽ bị xé rách tại chỗ, khó mà sống sót đừng nói là những người khác, xem như hắn, muốn tới gần 5 mét cũng rất khó khăn. Đáng sợ, khó trách coi như thứ này đã biến mất vài vạn năm, thế nhưng danh sư đường cũng không dám thư giãn, quả thực bọn chúng quá dọa người. Bây giờ hắn đang bị vây khốn, không có cách nào động đậy. Chư vị có thể đi qua, lấy thời gian nửa nén hương làm hạn định. Nếu như không có cách nào đi tới bên trong phạm vi 5 mét thì sẽ coi như thất bại hồng sư không nói thêm lời nào mà bắt đầu châm một nén nhang lớn bàn tay vung lên nói bắt đầu nghe thấy đã bắt đầu tính thời gian tất cả mọi người trên sân khấu đều mang theo vẻ mặt nghiêm túc đi về phía đầu quái vật lớn trước mắt trương huyền cũng theo ở phía sau đi thẳng về phía trước mới đi ra một bước thì vẻ mặt hắn lần nữa biến đổi đi tới một bước áp lực lại tăng lên gần gấp đôi khí tức xiết chóc hung mãnh khiến cho hai chân hắn như nhũn ra khó mà tới gần phụ cận. Quay đầu nhìn về phía những người khác, dường như bọn họ cũng không khá hơn hắn bao nhiêu. Trên đầu tất cả đều đổ mồ hôi, vẻ mặt trắng bệch. Lại đi về phía trước một bước, áp lực càng lớn thêm. Giống như con thuyền rơi vào trong bão, bị sóng lớn tập kích, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh đắm. Lại giống như đang đứng ở bên bờ vực, một cước đạp không chuẩn thì sẽ rơi vào trong A tỷ địa ngục, mãi mãi không thể thoát khỏi. Như vậy đừng nói là 5 mét, coi như 10 mét cũng khó khăn. Vốn cho rằng chỉ là một khảo hạch rất đơn giản, không nghĩ tới lại khủng bố như vậy. Dựa theo loại tình huống này, ngay cả hắn cũng rất khó đi vào khoảng cách trước mặt tên này 10 mét địa phương, chứ đừng nói chi là 5 mét. Lần nữa tiến lên, lúc này, người song song với hắn cũng chỉ còn lại có mười mấy người. Thử vận chuyển chân khí một chút xem. Lần nữa nhìn về phía trước, cảm thấy cả người sắp không chịu nổi được nữa, lúc này trong lòng trương huyền mới khẽ động mặc dù hắn đang tiến lên thế nhưng vẫn chưa vận chuyển chân khí hắn muốn nhìn một chút rốt cuộc mình có thể kiên trì bao lâu chỉ là kết quả lại phát hiện ra bốn bước đã là cực hạn khó có thể tiến lên một chút mảy may siêu tinh thần khẽ động thiên đạo chân khí chảy xuôi trong cơ thể trương huyền lập tức cảm thấy cả người nhẹ nhàng áp lực tiêu hết lực lượng mới vừa rồi còn khiến cho hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ giờ phút này lại giống như gió nhẹ quất vào mặt vậy không mang đến một chút gợn sóng mảy may nào cả quả nhiên đúng như ta đoán thiên đạo chân khí có thể hóa giải được nó thiên đạo chân khí không có thuộc tính lại có thể hóa giải bất kỳ một loại thuộc tính nào đó trước đó hắn còn đang suy đoán một khi vận chuyển chân khí có thể sẽ triệt tiêu lực lượng được mà hiện tại xem ra quả nhiên suy đoán là đúng hắn lặng lẽ nhìn về phía người khác những người khác không giống như hắn vừa bắt đầu đã vận chuyển chân khí. Chỉ có điều, khuôn mặt vẫn khó coi như cũ, chỉ là bọn họ vẫn cưỡng ép kiên trì. Mấy người đi đầu đã tới gần khoảng cách 10 mét. Lợi hại, thấy chân khí của bọn họ không có cách nào hóa giải áp lực mà cũng có thể đi đến khoảng cách gần như thế, khuôn mặt trương huyền ngưng trọng, trong mắt hiện lên vẻ khâm phục. Khó trách lại được gọi là thiên tài, khang đường chủ cũng không coi trọng hắn bằng những người này. Dũng khí của những người này quả thực rất lớn nếu như không phải hắn có thiên đạo chân khí để gian lận hắn có thể đi xa như bọn họ hay không cũng khó mà biết trước được nếu như dị linh tộc này đã có thể tản mát ra năng lực đặc thù để áp bách linh hồn đối với nhân loại như vậy tại sao lại không vận dụng võ kỹ không có áp lực tâm tư cũng trở nên sinh động có thể khiến cho mọi người sợ hãi đến mức không dám tới gần nửa bước khó đi như vậy nhất định đối phương đã thi triển một loại linh hồn áp bách nào đó đây là thủ đoạn riêng coi như không phải là võ kỹ thì cũng có hiệu quả tương đồng như võ kỹ. Đã như vậy, không biết thiên đạo thư viện có thể nhìn ra chỗ thiếu hụt hay không? Thiếu hụt, trong lòng hắn thấp giọng hô một tiếng. Siêu! Một quyển sách lập tức xuất hiện tại trong đầu. chương 1015, Trương Huyền Ngây Người một Vốn hắn chỉ là ôm tâm tư thăm dò, không nghĩ tới quả nhiên lại có thể. Trương Huyền hưng phấn tới mức hai mắt sáng lên, mở ra nội dung bên trong hậu đại của sinh mệnh dị linh thiên ngoại và linh thú sinh trưởng ở trong vong nguyên sơn của hồng phong đế quốc thực lực hóa phàm ngũ trọng hợp linh cảnh thiếu sót không ngờ lại không phải dị linh tộc thuần phí mà là hậu đại với linh thú hay sao trương huyền trợn mắt tên này cường đại như vậy chỉ bằng vào khí chất đá ép cho một loạt danh sư tứ tinh tiến lên cũng khó khăn không ngờ lại chỉ là tạp trùng như vậy thuần trùng hẳn rất là lợi hại a à. lại nói cùng sinh ra hậu đại với linh thú như vậy khẩu vị của dị linh tộc này cũng quá nặng a à. nhớ tới thân thể mập mạp và cồng cành của linh thú lại cùng cái đồ chơi này trương huyền không rét mà run chỉ là mặc dù khẩu vị đặc biệt thế nhưng không thể không thừa nhận quả nhiên tên này rất mạnh mẽ căn cứ vào ghi chú bên trên thư tịch thứ đồ chơi này bất kể lực lượng cơ bắp hay là linh hồn đều cực kỳ lợi hại sức chiến đấu so với người cùng cấp bậc so với danh sư cũng không hề yếu thậm chí, danh sư không có trải qua đặc huấn, ngay cả tới gần cũng không làm được. Khó trách danh sư đường lại kiêng kỵ thứ này như vậy, đến bây giờ cũng không dám thả lòng, cấp độ sinh mệnh khác biệt với nhân loại. Thiên đạo chân khí của ta không e ngại áp lực, một lát nữa chỉ cần đi đến trong vòng 5 mét, nghỉ ngơi một lúc là được. Vừa rồi hắn đã đánh sập quỷ vực huyễn thành của người ta. Bản thân đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, mặc dù áp lực cửa này đối với hắn không có tác dụng gì, thế nhưng đạo đối nhân xử thế hắn rõ vẫn nên khiêm tốn một chút dù sao chỉ là thi đấu tuyển chọn mà thôi thông qua khảo hạch là tốt rồi lại không bàn tới thứ tự không cần thiết phải so tài quá mạnh mẽ nghĩ như vậy trong lòng hắn đã âm thầm quyết định sau đó ngẩng đầu nhìn về phía mọi người chung quanh khi hắn đọc sách cũng không có tiến lên lúc này hắn đã rơi xuống vị trí cuối cùng không ít người đã tới gần đại gia hỏa đang ở cách đó không xa khoảng cách cũng không xa với 5 mét tiêu chuẩn nữa. Mặc dù từ vẻ mặt xem ra, tất cả đều đang kiên trì, chỉ có điều, có thể kiên trì tới lúc này cũng đã chứng minh dũng khí và quyết tâm của bọn họ. Khó trách có thể được các thế lực lớn tuyển chọn ra, quả nhiên những danh sư này không có tâm tính và thiên phú bình thường một chút nào. La tuyển kia quả nhiên đang dẫn đầu ở phía trước. Đi ở vị trí đầu tiên không ngờ lại là la tuyển Lưu Vân Tông tên này trong lần thi đấu này vô cùng có khả năng thu hoạch được vị trí quán quân, hiện tại xem ra, quả thật có khả năng như vậy. Từ xa nhìn lại, một chân hắn ta đã bước vào phạm vi 5 mét, xem như đã thông qua. Còn vị tống siêu người quen của hắn cũng chỉ kém đối phương mấy bước, không tính là khá cao. Thế nhưng cũng không tính là rất lại phía sau, mà nhược hoan công tử lại khiến cho hắn ngoài ý muốn. Không ngờ lại đi trong tóc đầu. Bây giờ ta nên đi qua, hay là chờ một hồi quên đi, trước tiên không vội vã, cứ nhìn chỗ thiếu hụt của tên này rồi lại nói. Thấy hiện nay không còn có người nào đi tới gần phạm vi 5 mét, Trương Huyền cũng không vội vã mà tiếp tục mở thư tịch ra. Lại nhìn xuống dưới, chỗ thiếu hụt liên quan tới thứ này có rất nhiều, vừa rồi hắn chưa xem xong. Dù sao bản thân hắn cũng không muốn náo động quá mức. Như vậy còn không bằng yên tĩnh đợi một chút, chờ hầu hết mọi người đi đến vị trí 5 mét, khi đó hắn lại đi qua cũng không muộn dưới đài nhược hoan không tệ a à, không nghĩ tới vừa bắt đầu đã một tiếng hót lên làm cho người ta kinh người tô trưởng lão vuốt dâu nói đúng vậy a à, dị linh tộc kinh khủng đến cực điểm xem như ta đi lên chỉ sợ cũng chưa hẳn đã có thành thích như hắn bây giờ Lăng sư cảm khái đây cũng là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy người của dị linh tộc ngồi ở dưới đài cũng có thể cảm nhận được sát lục chi khí cuồng bạo như vậy áp lực trên đài có thể nghĩ a à xem ra lời ta nói với hắn vẫn có tác dụng, nghe thấy hai bạn cố tán dương, khang đường chủ cũng mỉm cười nơ. Ồ, đường chủ đã nói gì mà khiến cho hắn chịu khích lệ lớn, vọt thẳng tới mấy vị trí đầu như vậy chứ? Tô sư, lang sư hiếu kỳ. Rốt cuộc là lời gì mà có thể khiến cho một người có biến hóa lớn như thế? Tuy nói nhược hoan công tử gần đây có tiến bộ rất lớn, thế nhưng so với những siêu cấp thiên tài trong các tông môn vẫn còn có chút không bằng. Ta nói, đi lên cứ yên tâm phát huy thực lực, trên đời này còn có đồ vật nào đáng sợ hơn trương sư sao? Ngay cả hắn còn không sợ thì còn có cái gì phải e ngại cơ chứ? Khang đường chủ vuốt dâu. Khủ khủ. Thân thể tô sư, lang sư đồng thời nhoáng một cái, tràn ngập im lặng. Chỉ là, suy nghĩ kỹ một chút, mặc dù lời này không dễ nghe, thế nhưng lại là những lời lẽ trí lý. Một gia hỏa chỉ cần hai, ba phút là có thể làm sập quỷ vực huyễn thành. Người này đã không thể gọi là biến thái được nữa, ngay cả hắn còn không sợ, những người gọi là thiên tài cũng là không có gì quá đáng sợ. Chỉ là, dùng tâm tính không sợ Trương sư để chống chọi sự sợ hãi đối với dị linh tộc. Dù thế nào cũng có cảm giác có chút quái dị a. À. Đúng rồi, làm sao Trương sư lại không nhúc nhích cơ chứ? Không phải là không chống chọi được áp lực đó chứ? Sau khi im lặng, Tô sư không nhịn được cau mày. Vừa mới bắt đầu Trương sư đi còn rất nhanh từ khi dừng lại đến bây giờ cũng đã qua mấy phút mà một mực không nhúc nhích không phải là không chống chọi được áp lực đó chứ đúng vậy a à, coi như hắn rất yêu nghiệt ở những điểm khác thế nhưng dù sao tuổi tác vẫn còn quá nhỏ ta sợ lần thứ nhất nhìn thấy dị linh tộc hắn đã quá sợ hãi lăng sư cũng gật gật đầu ta cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra suy nghĩ này của các ngươi ta cũng đã nghĩ qua chỉ có điều ta còn có một suy nghĩ khác mà ta nghĩ càng nhiều hơn khang đường chủ lắc đầu nói đừng có làm ra chuyện gì thiêu thân nữa thiêu thân hẳn là không a à, dị linh tộc này cường đại như thế ngươi và ta cũng không phải là đối thủ mà hắn chỉ có tu vi hóa phàm tam trọng hơn nữa nội dung khảo hạch là tiến lên mấy bước muốn gây ra chuyện rất khó tô sư lắc đầu hoàn toàn có thể yên tâm chỉ mong là như vậy khang đường chủ gật gật đầu đang muốn nói chuyện thì đột nhiên sững sờ hắn chỉ về phía trước nguy rồi, mau nhìn. Đám người tô sư, lang sư nghe thấy ngữ khí lo lắng của hắn, hai người vội vàng nhìn lại, con người cũng không kìm lòng được mà co rút lại. Chỉ thấy sau khi đám người la tuyền bước vào bên trong phạm vi 5 mét, người dị linh tộc vốn nhắm chặt hai mắt, chẳng biết từ lúc nào đã mở mắt ra. Con người đỏ hồng, tản mát ra ánh sáng quỷ dị. chương 1016, Trương Huyền Ngây Người 2 Mang ta ra để rèn luyện can đảm, các người tự tìm cái chết. Xít lên một tiếng, thân hình cao lớn chợt nhoáng một cái, ngay sau đó mọi người đã cảm thấy có một cơn lốc như gió táp mưa xa chợt đánh tới, dường như muốn triệt để đè ép người khác. Thanh âm như sấm, khiến cho linh hồn người ta chấn động kịch liệt. A à mấy vị danh sư dẫn đầu đứng mũi chịu sao, đồng thời kêu thảm một tiếng, toàn thân mềm nhũn, Bị dọa tới mức trực tiếp ngồi dưới đất, vẻ mặt trắng bệch. La tuyển cũng không có may mắn thoát khỏi, thân thể cứng ngắc, giống như hồn phách cũng đã rời thể bay ra. sinh mệnh ti tiện, có dũng khí bắt ta, lợi dụng ta, ta muốn ăn sạch tất cả các ngươi. lần nữa giống to một tiếng, bờ môi đỏ tươi mở ra, làm lộ ra từng dãy răng sắc bén, khiến cho người ta có một loại cảm giác điên cuồng, giống như chỉ cần tới gần thì sẽ lập tức bị xé rách thành thịt nát. a à ah, ta không so nữa. tiếng giống còn chưa có kết thúc thì một vị danh sư mang theo khuôn mặt trắng bệch, la lên một tiếng rồi trốn ra phía ngoài để lại ở đó một hồi mùi hôi thối và chất lỏng cổ quái có một vị chạy trốn rất nhanh đã có vị thứ hai vị thứ ba nhìn thấy đường đường là danh sư tứ tinh siêu cấp thiên tài thế nhưng lại bị dọa đến mức tè ra quần dưới đài một mảnh im lặng mặc dù cảm thấy khinh thường thế nhưng lại không có người nào cảm thấy người ta nhát gan bởi vì đổi lại là bọn họ nhất định cũng không có biểu hiện tốt hơn so với mấy người kia người dị linh tộc không nói lời nào cũng đã dọa đến mức mọi người không dám tới gần. Hiện tại lại gào thét, xem chừng bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ, có thể kiên trì được mới là lạ. Loại sinh mệnh rác rưởi này mà cũng có thể thống trị đại lục, khó trách quá yếu đuối. Thấy có người chạy trốn, tất cả danh sư tham gia khảo hạch trên đài ngồi sụi lơ đầy đất. Trên mặt người dị linh tộc lộ ra vẻ khinh miệt, miệng hư một tiếng, đang muốn thừa thế sông lên, đuổi toàn bộ đám người này đi thì đã thấy cách đó không xa có một thanh niên đang đứng tại HCOX, có vẻ như... Ngây người, ngây người, 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 không phải người tới đây để rèn luyện can đảm ư, ngây người, người làm cái quỷ gì chứ? Hơn nữa, ta đã giống lên, phát huy sát lục chi khí đến cực hạn, lực áp bách lớn như vậy. Coi như nửa bước danh sư ngũ tinh cũng rất khó chống chọi, người chỉ là một tiểu gia hỏa, thế mà không thèm để ý tới ta. Sắc mặt tái xanh, lông mày của Dị Linh tộc này nhếch lên, lập tức tập trung khí thế toàn thân, sau đó quay đầu nhìn về phía Gia Hỏa đang ngây người này, miệng rít lên một tiếng. "Tiểu Gia Hỏa, lá gan của ngươi rất lớn a, à, ngươi có tin hiện tại lão tử sẽ giết chết ngươi hay không?" Dầm rầm, thanh âm như là cuồng phong quét qua, dọa cho một vị danh sư tứ tinh đang ở dưới khán đài từ trên chỗ ngồi trực tiếp rất xuống, mí mắt khẽ đảo, lập tức hôn mê bất tỉnh trước đó đã có rất nhiều danh sư tứ tinh ngã sắp xuống lúc này tất cả đều nhao nhao ôm lấy đầu ngay cả thở mạnh cũng không dám chỉ là người thanh niên mà hắn chuyên môn công kích vẫn yên tĩnh đứng tại chỗ như cũ hết sức chuyên chú ngây người dường như người ta căn bản không có cảm thấy được hắn vừa mới chuyên môn công kích hắn một lần ta muốn giết chết ngươi không nghĩ tới dị linh tộc cao ngạo không gì sánh được lại bị một danh sư coi thường nho nhỏ Đại gia hỏa này đã triệt để nổi giận. Lúc trước khi Hồng sư bắt hắn cũng phải tốn một cái giá cực lớn, xuất động hơn 70 vị danh sư thì mới có thể thành công. Trong trận chiến kia, hắn đã tự tay xé rách thân thể của chí ít hơn 20 vị, còn khiến cho hơn 30 vị trọng thương, sát khí ngút trời. Ngay cả Ngô Tinh như Hồng sư cũng phải kiêng kỵ, một tiểu gia hỏa tứ tinh sơ kỳ, vậy mà dám không để ý tới hắn. Khinh người quá đáng. Âm ầm một cỗ khí thức to lớn hơn lần nữa vào tới cảm nhận được cỗ khí thức này ngay cả hồng sư cách đó không xa khuôn mặt cũng trắng bệch mà người thanh niên đối diện hắn vẫn ngây người như cũ giống như ngây người mới là chuyện mà đối phương phải làm cái gì mà áp lực sát lục chi khí tất cả đều là mây bay cái này ta đã sớm biết trương sư sẽ kiếm chuyện không nghĩ tới lại là sự thực đám người khang đường chủ tô sư cố nén sắc mặt trắng bệch không ngừng run rẩy người thanh niên này đương nhiên chính là Trương Huyền. Mọi người đã sớm nghĩ đến có thể hắn sẽ làm ra chuyện gì đó thiêu thân, thế nhưng không nghĩ tới, quả thực đã làm ra. Đối phương là người của dị linh tộc, một khi vận dụng sát khí, xem như bọn họ cũng cảm thấy khó mà chống chọi được. Hiện tại lại dùng sức ra tay với ngươi, ngươi không sao thì cũng nên có phản ứng, coi như là tôn trọng đối thủ. Thế nhưng lúc này vẫn đứng tại chỗ ngây người, không nhúc nhích, rốt cuộc ngươi muốn làm gì không phải vừa bắt đầu trương sư đã bị dọa ngất đi đó chứ dọa ngất dọa ngất còn có thể đứng đấy sao vừa rồi ta còn nhìn thấy hắn ngẩng đầu không phải là ngất đi thì là cái gì a hát ngươi nhìn tên dị linh tộc đã dùng sức quá độ sắp thổ huyết rồi làm sao người này ngay cả phản ứng cũng không có cơ chứ chuyện này ta cũng không biết không chỉ bọn họ nhìn ra vấn đề không ít danh sư đang ở dưới đài và rất nhiều người ở dưới quảng trường cũng đã nhìn ra mỗi một người trừng mắt vẻ mặt đều giống như là gặp phải quỷ đầu dị linh tộc này dùng linh hồn đặc thù để chấn nhiếp ép cho tất cả những người dự thi sụi lơ trên mặt đất không dám nói thêm một câu mà bây giờ lại gầm loạn với trương sư lại còn là gào thét còn nhe răng trợn mắt dương nanh múa vuốt thế nhưng trương sư ngay cả sửng sốt một chút phản ứng cũng không có đại ca người không sợ hay là đã chết rồi vậy chương 1017, tự sát đi. Một, giống như mọi người thấy, tên dị linh tộc kia quả thật sắp phát điên rồi. Coi như người không sợ ta thì cũng không nên biểu hiện rõ ràng như vậy a. À. Ta gầm tới rát họng, toàn bộ sức mạnh đã được dùng đến rồi, khổ cực như vậy. Bất kể nói thế nào thì cũng nên có một chút phản ứng a hát. Người nhìn từ trên đài xuống dưới đài, tất cả đều gục xuống một mảnh. Chỉ có người đứng ở chỗ này không nhúc nhích, có phải quá không tôn trọng đối thủ hay không? Ta muốn ngươi chết. Càng nghĩ càng giận, lại lần nữa gào thét, tộc nhân dị linh tộc cao lớn cắn răng, phun ra một ngụm máu tươi. Hai mắt trở nên càng thêm đỏ tươi, khí tức trên người ẩm vang tăng lên. Nguy rồi, tộc nhân dị linh tộc sử dụng phương pháp huyết công cuồng hóa, sau khi sử dụng, lực lượng sẽ tăng lên gấp bội. Huyết công cuồng hóa? Đúng vậy a, à, không nói tới việc tộc nhân dị linh tộc nhân có thân thể mạnh mẽ Càng đáng sợ là, một khi thiêu đốt tinh huyết, đánh đổi khá nhiều thì còn có thể giúp cho bọn hắn cuồng hóa, khiến cho công kích tăng lên gấp bội. Ta đã xem qua linh chiến sử do trịnh tiêu trịnh sư viết, phía trên từng có giới thiệu qua. Nghe nói không ít danh sư đều chết ở trong loại công kích này của bọn họ. Vậy làm sao bây giờ? Ta cũng không biết, chỉ là, đã hồng sư đã hạ kim hồn tỏa trong cơ thể hắn, khóa lại xương cốt. Như vậy coi như cuồng hóa thì có lẽ cũng không vận dụng được lực lượng. Nhìn thấy đại gia hỏa này đã bắt đầu nổi điên, tất cả danh sư dưới đài đều có chút lo lắng. Bình thường dị linh tộc đã đáng sợ như vậy, sau khi cuồng hóa sẽ trở nên mạnh bao nhiêu cơ chứ? Hồng sư cũng nắm binh khí trong tay, chỉ cần tên này dám động thủ thì hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự chém giết đối phương. Còn hiện tại, hắn vẫn tương đối có lòng tin với Kim Hồn tỏa, chỉ cần không thể vận dụng thực lực, chỉ dựa vào đe dọa cũng không có vấn đề gì quá lớn. Dù sao lần này là dùng hắn để khảo hạch dũng khí cũng không cần thiết động thủ trước khi không có kết quả lại nói đây chính là một dị linh tộc còn sống hắn trả một cái giá lớn mới có thể bắt lấy hắn còn dự định mang đến tổng bộ tiếp nhận ban thưởng một khi giết chết khi đó giá trị gì cũng sẽ không có ầm ầm trong lúc tất cả mọi người đang sợ sốt ruột thì rốt cuộc dị linh tộc nhân đã tích xúc xong lực lượng sau đó hắn chợt gào thét với trương huyền chết trong tiếng quát, sát lục chi khí và áp bách trên linh hồn giống như là sấm sét từ trên chín tầng trời rơi xuống. Toàn bộ sân khấu đều phát ra thanh âm kéo kẹt, giống như không gánh chịu được. Các thanh niên danh sư phía trước phía sau, người tu luyện đổ dạp một mảnh, tất cả đều run lẩy bẩy, không dám đứng dậy. Nhưng mà, Trương Huyền vẫn ngây người tại chỗ, thờ ơ lãnh đạm với công kích của đối phương. Ngươi, sĩ linh tộc nhân sắp tức giận tới mức nổ tung, vùng vẫy một hồi, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thân thể chợt run rẩy, sau đó đi về phía trước mấy bước. Mặc dù hắn đã bị kim hồn tỏa khóa lại xương cốt, không có cách nào chiến đấu cùng người khác. Thế nhưng vẫn có thể đi lại, vừa rồi không đi là sợ Hồng Sư chém giết hắn. Hiện tại vừa vội vừa giận, rốt cuộc hắn đã không quản được nhiều như vậy. Ta muốn giết ngươi. Siêu, đi tới trước mặt Trương Huyền, cái đầu cực lớn tới gần vị trí cách Trương Huyền không đến 50 cm lại một lần nữa giống to vừa rồi ở khoảng cách xa như vậy đã khiến cho vô số người cảm nhận được áp lực dày đặc khó mà chống lại hiện tại mặt hầu như dán tới có vẻ càng thêm khủng bố hơn khiến cho người ta có cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ xé nát hắn ra thế nhưng trương huyền vẫn không động như cũ vẫn còn ở đó ngây người trương sư hồng sư cách đó không xa bây giờ cũng không nhìn nổi nữa Sốt của ngươi đã xảy ra chuyện gì chứ? Coi như là thất thần thì cũng không trở thành triệt để như vậy chứ. A, à, nghe thấy hắn gọi tên, lúc này Trương Huyền mới kịp phản ứng. Giới thiệu về chỗ thiếu sót của dị linh tộc thực sự có quá nhiều, quá dọa người, quá làm cho hắn rung động. Coi như hắn có kiến thức rộng rãi, vừa mới nhìn qua cũng không chịu được mà phải khiếp sợ tới tột đỉnh, khó mà tự kềm chế. Còn đối phương vừa giống vừa gầm, Vừa rồi tên dị linh tộc này đã gọi nửa ngày, Trương Huyền còn tưởng rằng hắn đang hù dọa người khác, cho nên căn bản không để ý. Ý thức rời khỏi bên trên thư tịch, Trương Huyền đột nhiên phát hiện ra có một cái khuôn mặt dữ tợn xuất hiện ở trước mắt. Hắn giật nảy mình, vung tay đánh tới. Phanh! Một tiếng vang giòn vang vọng toàn bộ sân khấu. Tất cả mọi người đều đứng tại chỗ như ngây ngốc. Tộc nhân dị linh tộc cũng chừng to mắt, sắp phát điên. Vì thi triển linh hồn uy áp, điều động sát lục chi khí trên người mà hắn mệt thổ huyết. Thậm chí vì để cho đối phương phải chịu chịu đau khổ cho nên mới dẫy ruộng đi tới trước mặt đối phương. Kết quả, người ta ngay cả đánh giấm cũng không có, lại còn cho hắn một bạt tay. Nhân loại hèn mọn, chết. Phẫn nộ giống một tiếng, tộc nhân dị linh tộc không quản trên người có mang theo kim hồn tỏa hay không nữa, nắm đấm thô to trở đập về phía thanh niên trước mắt này. Siêu siêu, tiếng gió phần phật, xương cốt đã bị khóa, thực lực mà hắn phát huy ra chỉ là lực lượng thân thể đơn thuần, không tính là gì. Chỉ có điều, dị linh tộc trời sinh mạnh mẽ, coi như nhục thể thì cường giả hóa phàm tam trọng bình thường cũng khó có thể chống chọi lại được. Chương 1018, tự sát đi. 2. nhiệt xúc, tự tìm cái chết. Thấy hắn dám động thủ, Hồng Sư nhướng mày, trường kiếm xoay một cái, muốn ra tay. Thế nhưng hắn còn không có động thì đã thấy thân thể Trương Huyền nhoáng một cái, vừa vặn tránh thoát công kích sau đó còn nhìn lại, vẻ mặt rất là không vui. Người nói ai hèn mọn, láo sược, hất ống tay áo lên, Trương Huyền ngạo nghễ đứng thẳng. Trường bào danh sư dưới cơn gió thổi nhẹ nhẹ, bay phất phới, khiến cho người ta có một loại cảm giác thế ngoại cao nhân. Hậu đại của dị linh tộc và trần giáp thú, một thân huyết mạch không tinh thuần, lực lượng tạp mà không tinh, linh hồn áp bách và công kích thi triển lại càng có trăm ngàn chỗ hở ngay cả một người bình thường như ta cũng không đối phó được, ngươi. Có tư cách gì nói nhân loại chúng ta hèn mọn. Ngươi, không nghĩ tới người trước mắt này một câu đã nói ra lai lịch huyết mạch của hắn, tộc nhân dị linh tộc sướng sở, đã quên việc tiếp tục ra tay. Cái gì mà ngươi hay không ngươi? Bàn tay chắp ở sau lưng, Trương Huyền chậm rãi đi tới, nói. Trên người mang theo huyết mạch tạp trùng thì cũng thôi đi, dị linh tộc trời sinh nắm giữ huyết mạch truyền thừa, người lại không lấy được. Vì mạnh mẽ mà học tập ngôn ngữ nhân loại, tu luyện công pháp nhân loại, lại nói nhân loại hèn mọn. Ta muốn hỏi ngươi, ai cho ngươi tự tin như vậy? Ta, tộc nhân dị linh tộc lui về phía sau một bước. Cái này, cái này, đây là tình huống gì vậy? Nhìn thấy trương sư mới vừa rồi còn đang ngẩn người, vừa mới tỉnh lại đã mở miệng quát lớn, tất cả đều trừng mắt, giống như là gặp quỷ vậy ngay cả hồng sư, trong đầu đầy sương mù, tên này còn không phải là dị linh tộc thuần túy hay sao? Ngay cả chính mình bắt hắn cũng không biết, vị trương sư này làm sao biết được? Sao lại còn nhìn ra đối phương còn mang huyết mạch của trần giáp thú chứ? Quan trọng nhất là, chuyện dị linh tộc có truyền thừa, hắn thân là danh sư ngũ tinh cũng không biết. Thế nhưng tên này lại có thể nói rất kỹ càng, chẳng lẽ là dương sư dạy? Cũng đúng a à? chỉ sợ cũng chỉ có bát tinh trở lên như Dương Sư mới có thể biết được bí mật của những dị linh tộc này. Coi như hắn đã đột phá ngô tinh, thế nhưng còn chưa tiếp nhận danh sư đường tẩy lễ cấp bậc cao hơn. Cho nên đối với mấy chuyện như vậy vẫn không biết nhiều. Người sinh ra ở một cái sơn thôn trong vong nguyên sơn thuộc Hồng Phong Đế Quốc. Được bị nhân loại nhận nuôi, nuôi dưỡng thành người. Trước năm 20 tuổi, loại trừ kích cỡ rất lớn ra, không có cái gì khác nhau so với nhân loại. Cũng không biết đặc thù của mình, Kết quả, bởi vì một việc vật mà chém giết thôn dân, dẫn tới bị cha mẹ nuôi trách cứ. Dưới cơn nóng giận đã kích hoạt huyết mạch dị linh trong cơ thể, sát hại bọn hắn. Trương Huyền nhìn qua, ta nói đúng không? Thân thể tộc nhân dị linh tộc run rẩy. Thật sự là hắn đã được nhân loại nuôi dưỡng lớn lên ở trong Thâm Sơn cùng gốc. Các thôn dân đều rất thuần phác, sinh hoạt cũng rất là túng quẫn. Từ nhỏ mặc dù thể trạng cực lớn, thế nhưng người nhà đối đãi với hắn vô cùng tốt coi như có nghèo thì cũng không để cho hắn ăn không no, không bỏ đói một bữa nào. Hắn nhớ kỹ, có lần có trận tuyết lớn liên tục rơi 5 ngày, không có một chút đồ ăn nào. Phụ thân đạp tuyết xa nhà đi săn, kết quả trọng thương mà về, chỉ bắt được một con thỏ rất bình thường cùng với một ít dễ rau dại. Con thỏ không lớn, căn bản không đủ cho một nhà mấy miệng người ăn, trong nhà cha mẹ nuôi không chỉ có mình hắn, còn có một muội muội nhỏ hơn hắn mấy tuổi. Vì không để cho hắn bị đói, hầu như toàn bộ con thỏ đều đưa cho hắn ăn những người khác chỉ ăn một chút đồ ăn làm từ dễ bây giờ suy nghĩ lại một chút hắn cũng cảm thấy rất đáng thương bọn họ tuy là cha mẹ nuôi của ngươi chủng tộc không giống nhau thế nhưng lại hết sức yêu chiều ngươi cũng xem ngươi là con thân sinh mà ngươi thì sao ngươi báo đáp người ta thế nào huyết mạch kích hoạt dưới cơn nóng giận mà tàn sát sạch một sơn thôn ngươi ăn tất cả bạn bè huynh đệ cha mẹ người thân trước kia sắc mặt trương huyền tái xanh, ánh mắt như điện. Không chỉ có như thế, người còn một mồi lửa đốt toàn bộ thôn trang thành cho bụi. Ta muốn hỏi ngươi, sau khi làm những việc này, trong lòng của ngươi có từng hối hận, có từng bất an qua hay chưa? Thân thể tộc nhân dị linh tộc lần nữa run lên. Mặc dù hắn kế thừa sự hung tàn của dị linh tộc, thế nhưng dù sao cũng đã lớn lên ở trong nhân loại, hiểu được lễ nghĩa liêm sỉ. Những chuyện này giống như một cây gai bên trong lòng hắn, không giây phút nào không kích thích hắn khiến cho hắn không dám quay đầu lại hối hận đúng là ta có chút hối hận vậy thì thế nào là bọn họ là bọn họ nhục mạ ta nói ta dáng vẻ không giống người là xúc sinh cho nên ta mới đánh chết bọn họ như vậy thì có cái gì sai lầm cơ chứ hắn cắn răng gầm thét không sai vậy thì tốt sau khi thảm sát dưỡng phụ dưỡng mẫu diệt đi thôn trang vì nhét đầy bụng mà ngươi đi tới hướng dương thành gần nhất bởi vì thân hình cao lớn, hình thể cường tráng mà gia nhập một cái gia tộc cường hào ở nơi đó. Đối phương truyền cho ngươi công pháp tu luyện, cho ngươi cơm ngon áo đẹp, thậm chí còn cưới vợ cho ngươi, kết quả ngươi đối đãi với bọn hắn ra sao?" Thanh âm của Trương Huyền rất là lạnh lùng. Vừa ý tiểu thư người ta, cưỡng gian nàng rồi giết chết. Vì đề phòng ngừa mọi chuyện bại lộ, ngươi lại giết sạch một nhà hơn 70 miệng người. Đáng thương cho vị lão viên ngoại kia trước khi chết cũng không thể tin được ngươi sẽ làm ra loại chuyện như thế này cái này ta nói không sai chứ tên dị linh tộc này thi triển công kích linh hồn và áp bách bên trong tồn tại rất nhiều lỗ thủng chỗ thiếu hụt chính là những chuyện này trong lòng hắn trong lòng mang theo xoắn suýt và hối hận mới khiến cho tâm cảnh của hắn càng ngày càng tệ không có cách nào phát huy ra được lực lượng mạnh nhất nếu không dị linh tộc đáng sợ như thế coi như hồng sư là danh sư ngô tinh lại phối hợp với nhiều vị danh sư hợp lực ra tay như vậy. Nếu muốn bắt lấy hắn, cũng không dễ dàng như vậy. Ta, thân thể tộc nhân dị linh tộc lần nữa run lên. Danh sư đường phái người bắt ngươi, bị ngươi chém giết hơn 30 vị danh sư, thậm chí sau khi bị hồng sư bắt lấy còn chết cũng không hối cải. Còn mưu toan chạy trốn, giết người hấp thu lực lượng. Loại tạp chủng người không ra người, xúc sinh cũng không ra xúc sinh như ngươi thế mà còn dám nói nhân loại hèn mọn, ta muốn hỏi một chút, ngươi, có tư cách gì mà nói vậy? Không đợi hắn mở miệng, Trương Huyền đã tiếp tục nói. Thanh âm nhanh chóng, mang theo sự chất vấn, khiến cho người ta bị áp bách. Thân mang huyết mạch dị linh tộc, lại không được dị linh tộc tán thành. Thân sinh hoạt ở trong thế giới loài người, nhưng giết thân giết hiếu, bị vạn người phỉ nhổ. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi còn mặt mũi nào sống trên đời nữa chứ? Hất ống tay áo lên, Trương Huyền rất là chính nghĩa, Bên trong thanh âm mang theo ý vị đặc hiếu, nói Tự sát đi Thân thể tộc nhân dị linh tộc nhoáng một cái, ánh mắt trống rỗng Đúng vậy a à, ta còn có mặt mũi nào mà còn sống nữa chứ Phanh Bàn tay nâng lên, trực tiếp đập vào trên chán Ngay sau đó thân thể to lớn của tộc nhân dị linh tộc nhoáng một cái đã ngã xuống trên mặt đất, hô hấp đứt đoạn Trường 1019, Tỷ Thí đọc sách 1. Tự sát không ngờ trương sư lại nói HCO, tên dị linh tộc này tự sát. Dưới đài lặng ngắt như tờ. Dị linh tộc, đối thủ của danh sư, kinh khủng đến cực điểm. Mà tên trước mắt này càng là cường giả hợp linh cảnh. Ở đây ngoại trừ hồng sư ra, hầu như không người nào có thể địch nổi, kết quả. Bị hắn nói mấy câu lập tức dùng một trường đánh vào trên chán mình, tự sát mà chết. Có cần giống như một giấc mơ vậy hay không? Không phải là thật sự đó chứ là sư ngôn thiên bẩm. Đây không phải là năng lực chỉ khi giảng bài mới có thể thi triển ra sao. Chỉ cần nói nội dung, chính xác không sai, phối hợp với khắc độ tâm cảnh là có thể mê hoặc người khác. Thân thể bị ngôn ngữ của hắn làm ảnh hưởng, làm ra chuyện mà chính hắn cũng không thể khống chế. Xem ra, những lời mà trương sư mới vừa nói đều là đúng. Cho nên dưới sự xúc động phẫn nộ, tên dị linh tộc này mới chụp chết chính bản thân mình sư ngôn thiên bẩm có thể khiến cho người ta tự sát. Như vậy chẳng phải, chỉ cần tìm được mọi chuyện chính xác, danh sư có thể tùy tiện giết người hay sao? Không dễ dàng như vậy, không chỉ phải nói mọi chuyện chính xác, còn phải phù hợp với nội tâm của người đối thoại. Như vậy mới có thể khiến cho hắn trúng chiêu, nếu không, không có một chút tác dụng nào cả. Giống như người nhanh chóng tu luyện vậy, sư ngôn thiên bẩm dẫn động nội thức của người tự động vận chuyển, trong tiềm thức sẽ không kháng cự. Tên dị linh tộc này, mặc dù hung tàn thành tính, thế nhưng dù sao cũng là do nhân loại nuôi dưỡng lớn lên, hiểu được nhân tình lễ nghi. Sau khi huyết mạch cuồng hóa giết nhiều người như vậy, trong lòng cũng rất sám hối. Cho nên, trương sư mới có thể sử dụng lời nói khiến cho hắn tự sát. Thì ra là thế, chỉ là có thể mê hoặc tộc nhân dị linh tộc hợp linh cảnh, cho dù là tâm cảnh khắc độ tứ tinh đỉnh phong cũng không làm được a. À. Như vậy. Tâm cảnh khắc độ của trương sư, rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới gì rồi? 15, không, 16, không. Một lát sau, mọi người ở dưới đài mới hiểu ra, toàn bộ đều xôn xao. Tên dị linh tộc nhân này cam tâm tình nguyện tự sát, chết ở trước mặt mọi người, hiển nhiên đã trúng sư ngôn thiên bẩm. Nhưng, cực hạn của danh sư tứ tinh, nhiều nhất chỉ có thể mê hoặc cường giả hóa phàm tứ trọng, ngũ trọng thì gần như không có khả năng tên dị linh tộc nhân trước mắt này, linh hồn vốn đã rất mạnh mẽ. Thế nhưng vẫn bị hắn mê hoặc như cũ, như vậy. Rốt cuộc tâm cảnh khắc độ của trương sư này đã đạt đến trình độ gì rồi? Quá kinh khủng a à. Cứ thế mà nói tới. Chết sao? Thấy cảnh này, đám người khang đường chủ lệ rơi đầy mặt. Vốn bọn họ đang cho rằng Trương Huyền đứng ngây người tại chỗ chính là kiếm chuyện, gây ra chuyện gì đó thiêu thân. Thế nhưng hiện tại xem ra, bọn họ vẫn quá là đơn thuần qua hai quan, hủy hai quan, khiến cho người khác không có đường có thể đi. Đây mới là mục đích của hắn, mới chân chính là kiếm chuyện. Dưới đài khiếp sợ, đám người như hoan công tử, la tuyền trên đài cũng ngậm miệng không nói gì. Tên đại gia hỏa đáng sợ thế nào, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy. Đối mặt với sát khí khủng bố như thế, ngay cả chống lại cũng không làm được. Thế nhưng, tên này không những không có việc gì mà còn nói chết người ta các ngươi thực sự xác định, tên này thực sự nhỏ 10 tuổi so với chúng ta, lại cùng một cấp bậc với chúng ta đó chứ. Mà không phải là danh sư lục tinh, thất tinh chạy tới giả mạo. Trước đó ngay cả Lưu Vũ Trí cảm thấy không coi trọng Trương Huyền thì lúc này cũng đã bị dọa đến mức bờ môi run rẩy, ngay cả một câu nói nhảm cũng không dám nói lại nữa. Không quản mọi người đang suy nghĩ gì, nhìn thi thể cực lớn đang nằm dưới đất, lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi sở dĩ hắn ngây người là cũng bởi vì thực sự quá mức khiếp sợ vì những việc ác này. Vốn hắn nổi giận, thấy tên lại không biết hối cải, chạy tới nhục mạ nhân loại. Cho nên hắn cũng không nhịn được nữa, thì triển ra sư ngôn thiên bẩm chém giết đối phương. Tâm cảnh khắc độ của hắn hiện giờ đã đạt đến 16. Một, so với một chút danh sư ngũ tinh cũng còn mạnh hơn, dù vậy, muốn mê hoặc một đầu tộc nhân dị linh tộc, đồng thời còn để hắn tự sát. Chuyện này vẫn tiêu hao rất nhiều, nếu không phải ý niệm của hắn mạnh mẽ, như vậy cũng đã có chút không kiên trì nổi. Bản thân Trương Huyền chỉ có không chấm một tâm cảnh khắc độ, sau khi sử dụng hai lần kim sắc thư tịch đã gia tăng lên 10.0. Một lần sư chữ luyện tâm gia tăng 1.0, hai lần thiên nhân danh sư 3.0, một lần tâm cảnh đốn ngộ tăng 2. Không, hợp lại vừa vặn là 16.1. Bất quá, may mắn hắn đã thành công. Hít sâu mấy hơi điều chỉnh một chút lại quay đầu nhìn về phía hồng sư. Chỉ thấy vị danh sư đỉnh phong nhất trong đám người này, lúc này khóe miệng co giật, cả người cũng muốn khóc. Hiện tại trong lòng hồng sư thực sự rất muốn sụp đổ. Quỷ vực huyễn thành trước đó đã xem như toàn bộ tài sản của hắn, bị làm hỏng thì cũng thôi đi. Vốn hắn nghĩ, chỉ cần mang theo đầu dị linh tộc này trở về tổng bộ. Như vậy đối phương sẽ có ban thưởng phong phú, tất nhiên sẽ có thể bù lại, kết quả, trong nháy mắt đã bị người ta nói chết rồi. Đại ca, người có còn để cho người ta sống nữa hay không? Rốt cuộc người tới tiến hành thi đấu danh sư, hay là tới làm loạn vậy chứ? Lại nói, khảo hạch dũng khí của ta mới tiến hành một nửa thì đã bị chặn ngang, chặt đứt, kế tiếp còn tiến hành thế nào đây? Cửa thứ nhất đã như vậy, đành phải nhờ vào ba cửa ải đằng sau. Như vậy còn có thể nói ảnh hưởng không lớn, thế nhưng cửa thứ hai cũng như vậy. Ngươi muốn cho làm loạn lần thi đấu danh sư này, khiến cho ta không tiến hành được hay sao chứ? Hồng sư, thi thể này làm sao bây giờ? Ngay khi hắn đang buồn bực, có nên đá tên này đá ra hay không? Đừng để hắn so tài nữa thì đã nghe đến đối phương hỏi một câu. Sĩ linh tộc, hung ác tàn bạo, không có nhân tính, chém giết nó cũng một đại công đức, chết thì chết, không có gì đáng tiếc. Trong lòng nhỏ máu, thế nhưng trên mặt lại xấu hổ cười một tiếng không nói như vậy thì cũng hết cách rồi, tên kia đã chết. Dù có lại truy cứu thì có ích lợi gì chứ, làm không cẩn thận sẽ khiến cho rất nhiều danh sư cho là hắn bao che cho dị linh tộc. Được rồi, đầu dị linh tộc này đã chết, khảo hạch dũng khí cũng không có cách nào tiếp tục tiến hành. Trừ bỏ ba vị vừa rồi không chịu nổi áp lực chạy trốn ra. Trên đầu của chúng ta còn lại 53 vị danh sư. Những người này tiếp tục tiến hành khảo hạch vòng trong. Biết nếu cứ tiếp tục xoắn suýt cũng vô dụng, Hồng Sư miễn cưỡng vui cười, tiếp tục tiến hành thi đấu. chương 1020, tỉ thí đọc sách. 2. Vâng. Nghe thấy hắn nói như thế, tất cả danh sư trước đó nằm dạp trên mặt đất, tràn ngập bối rối đều đứng lên. Trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, khi lần nữa nhìn về phía trương sư cách đó không xa, trong lòng tràn ngập cảm kích. Nếu không phải có vị trương sư này, chỉ sợ bên trong bọn họ sẽ có ít nhất 10 người khó mà qua ải. Mà bây giờ, Nương theo tên dị linh tộc này chết đi, nguy hiểm đã biến mất. Cửa tuyển chọn thứ ba là khảo thí trí tuệ của chư vị. Không để ý tới suy nghĩ của mọi người, hồng sư mở miệng nói. Trí tuệ mới là vốn liếng tu luyện và học tập kiến thức, trí tuệ càng cao thì năng lực học tập càng mạnh. Với các danh sư mà nói, cũng là tiềm lực rất lớn. Khảo nghiệm cửa này, mọi người yên tâm đi, sẽ không có nguy hiểm như vừa rồi nữa, chỉ là đọc sách. Đọc sách mọi người sướng sờ. Ừm, ở đây có 56 giá sách, trên mỗi cái giá sách đều có 5.000 sách báo, là bản độc nhất mà bản thân ta cất giấu, nội dung hoàn toàn tương đồng. Ta có thể cam đoan, tất cả các ngươi chưa có nhìn qua. Trong đó bao gồm cả công pháp tu luyện, võ kỹ, chăm sóc linh thú. Lại thêm các loại lý giải về tu luyện của ta, ta cho chư vị thời gian một canh giờ lật xem, nhớ, phải hiểu rõ và lý giải được bàn tay vung lên, sân khấu ở giữa sương mù biến mất, từng dãy giá sách xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên giá sách có bầy đầy thư tịch, mỗi một giá sách đều có 5.000 cuốn. Khảo hạch cửa này rất đơn giản, chính là tùy ý quan sát những sách vở này. Một canh giờ sau, ta sẽ dùng phương thức đặc thù để tiến hành khảo hạch với các ngươi. Nhớ kỹ nội dung, hiểu rõ càng nhiều nội dung thì nói rõ trí tuệ càng cao. Hồng Sư nói, khảo hạch cái này sao? sau khi nghe rõ quy tắc trương huyền gãi gãi đầu trên mặt dấp táp xấu hổ sau cái khác hắn không có nắm chắc đọc sách hắn tuyệt đối có thể bỏ xa chư vị ở đây vô số con đường coi như là danh sư bát tinh chân chính tới thì cũng phải quỳ xuống kiểm tra cái này như vậy có phải hắn có thắng cũng không vẻ vang gì hay không quên đi nếu thực sự không được một lát nữa trả lời ta cố ý nói sai mấy chỗ là được dù sao mục đích của ta là qua ải, lần này. Không thể làm hỏng đồ vật của người ta nữa. Trương Huyền đã đưa quyết định. Liên tục hai quan, làm những người đằng sau không có biện pháp khảo hạch, hắn cũng rất là bất đắc dĩ. Cửa thứ nhất quỷ vực huyễn thành, hắn chỉ là muốn làm cho trận pháp dừng lại, ai ngờ. Phân thân vừa xuất hiện, ra sức quá lớn, quả thực không phải hắn cố ý. Còn cửa thứ hai, nhìn thấy dị linh tộc làm ra nhiều chuyện xấu như vậy, đổi lại là ai nhất định cũng sẽ không nhịn được chỉ nói tới chết xem như đã nhẹ nếu không phải đang thi đấu danh sư thậm chí hắn còn muốn tự mình ra tay đương nhiên hắn tự mình ra tay không cẩn thận còn không phải là đối thủ của đối phương sẽ bị đối phương ngược đãi ngược lại nhớ tới tình cảnh xấu hổ của hai quan trước nhất định cửa thứ ba hắn phải cẩn thận cùng lắm thì một lát nữa nhìn thư tịch ít một chút hoặc là cố ý trả lời sai mấy chỗ cam đoan là có thể qua ải khiêm tốn. Mục đích vẫn là khiêm tốn một chút, không thể rêu rao quá mức. Nếu như để cho người ta biết ý tưởng trong lòng của hắn, nhất định sẽ làm cho người ta khóc thét. Đây còn gọi là khiêm tốn hay sao? Người nhìn hồng sư mà xem, sắp phát điên rồi. Đây mà còn gọi là khiêm tốn, những cái khác lại điệu cao, quả thực không muốn sống. Được rồi, đều lựa chọn một giá sách riêng đi, thời gian. Bắt đầu được tính. Bàn tay lớn với một cái, hồng sư lên tiếng hét lớn nhanh nhớ rõ 5.000 quyển sách một canh giờ chuyện này sao có thể hoàn thành được a à? người ngốc xoa không cần nhìn hết chỉ cần có thể nhớ kỹ mấy quyển là được cũng không nói phải nhớ kỹ toàn bộ cũng được mặc dù đạt tới danh sư tứ tinh đã có bản lĩnh đã gặp qua là không quên được thế nhưng trong vòng một canh giờ có thể nhớ được mấy trăm quyển là tốt lắm rồi 5.000 bản coi như là danh sư lục tinh cũng không làm được a à? Nghe thấy tỉ thí đã bắt đầu, tất cả mọi người không để ý tới người khác nữa mà vọt thẳng về phía rất nhiều ghế sách phía trước. Trương Huyền cũng tùy tiện chọn một chỗ rồi đi tới trước mặt. Thư tịch trên giá sách cũng là mới tinh, xem ra hẳn là vừa mới được sao chép không lâu. Tên ghi chú cổ quái kỳ lạ, quả nhiên ngay cả một bản trước kia hắn cũng chưa có gặp qua. Hắn đã siêu tập không ít tàng thư khố, lượng tri thức trong đầu, không dám nói nhiều hơn so với tất cả mọi người ở đây, thế nhưng cũng không kém nhiều. Lượng dự trữ tri thức lớn như thế, vậy mà ngay cả một bản cũng không có gặp qua. Xem ra vì lần thi đấu này, quả thực Hồng Sư đã dụng tâm lương khổ, nhọc lòng rất nhiều. Ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua ở bên trên thư tịch, thu sạch vào trong đầu. Lúc này hắn mới quan sát nội dung của những cuốn sách này. Ồ, công pháp hóa phàm tứ trọng lại có nhiều như vậy sao? Vừa rồi thu thư tịch vào hắn cũng vô ý, hiện tại sau khi quan sát kỹ càng mới phát hiện ra hai mắt hắn lập tức sáng lên. Trong các thư tịch bày bên trong giá sách lại có mấy trăm bản công pháp hóa phàm tứ trọng. Thiên đạo công pháp cảnh giới này vốn đã không có siêu tập hoàn chỉnh. Có nhiều thư tịch như vậy, có lẽ có thể hình thành thiên đạo công pháp trọc thanh cảnh hoàn chỉnh. Từ đó thực lực hắn sẽ tăng lên nhiều, khiến cho thực lực lần nữa có một bước nhảy vượt bậc. Xung hợp, thuận tay cầm lấy một quyển sách, làm bộ lật xem. Tinh thần thì lại tập trung ở trong đầu, miệng thấp giọng hô một tiếng thư viện lay động một hồi, công pháp hóa phàm tứ trọng siêu tập trước đó và một đống mới vừa thu vào đã xuất hiện biến hóa. Một bản thư tịch mới tinh lập tức xuất hiện ở trước mắt hắn. chương 1021, Người Người Đọc Sách Pháp 1 Dưới đài, đọc sách nho nhã hơn nhiều, trương sư, hẳn sẽ không kiếm chuyện nữa a à. Có lẽ, sẽ không a à. Đám người khang đường chủ, tô sư lau lau mồ hôi lạnh trên đầu, vị trương sư này mỗi một lần khảo hạch đều làm cho người ta kinh hãi, không hù chết người thì sẽ không thôi. Trước đó bọn họ còn lo lắng cửa thứ ba có thể dẫm vào vết xe đổ của hai cửa trước hay không, hiện tại xem ra, hẳn bọn họ đã nghĩ nhiều rồi. Đọc sách học tập tri thức, không giống như sông quỷ vực huyễn thành, đối kháng với dị linh tộc, khá là nho nhã, nhất định sẽ tốt hơn không ít so với hai cửa trước đó. Ủa, trương sư làm gì vậy? đang âm thầm nhẹ nhàng thở ra một hơi thì đã nghe thanh âm của Lăng sư vang lên, hai người đồng thời giật nảy mình, nói: "Làm sao vậy? Hắn làm rơi giá sách hay là đốt sách đi?" Vừa nói hai người vừa vội vàng nhìn về phía phương hướng của Trương sư, lại phát hiện ra đối phương vẫn đang đọc sách, đồng thời cũng không làm ra bất luận chuyện khác người gì. Bọn họ đã bị tên này tra tấn tới mức có bóng ma tâm lý nghe xong câu hỏi đều cảm thấy có phải người này lại làm chuyện gì thương thiên hại lý, cực kỳ bi thảm hay không hay không. Thấy bộ dáng khẩn trương của hai người, lang sư im lặng, chỉ về phía trước rồi nói. Không phải, các ngươi nhìn xem, người khác đang vội vàng đọc sách, mà hắn thì mới cầm lấy một bản đa đứng bất động tại chỗ. Ồ, khang đường chủ, tô sư cũng kịp phản ứng. Vị trương sư này vừa tới trước mặt giá sách thì bọn họ đã thấy. Trước tiên người này vuốt ve giá sách một lần, giống như muốn nhìn một chút xem có những sách gì, ngay sau đó lại rút ra một quyển sách rồi bắt đầu. Ngây người. Giống như vừa rồi đối mặt với dị linh tộc vậy, chẳng lẽ hắn ngây người là có ý nghĩa đặc thù gì đó? Chẳng lẽ dùng phương pháp ngây người để đọc sách? Đôi mi thanh tú của Triệu Phi Vũ nhíu lại, nói thầm một tiếng. Phương pháp ngây người đọc sách. Đám người Khang Đường chủ không rõ ràng cho lắm, cả đám lơ ngơ không thôi a à, là như vậy. Khi trương sư khảo hạch những nghề nghiệp khác từng sử dụng qua phương pháp đánh thuần thú, liệu pháp đánh ngất xỉu, một cước phá trận pháp, ta nghĩ đây rất có thể là phương pháp chuyên môn thích hợp với hắn. Triệu Phi vô có thời gian dài tiếp xúc với Trương Huyền, đã thấy hắn thi triển không ít thủ đoạn, tất cả đều kinh thế hãi tục. Nói ra khiến cho người ta không thể tin được. Đánh thuần thú pháp, liệu pháp đánh ngất xỉu trị, một cước phá trận pháp. Ba vị danh sư tứ tinh, người nhìn ta, Ta nhìn ngươi, tất cả đều không hiểu ra sao cả. Đây là có ý gì chứ? Làm sao bọn họ nghe lại không hiểu vậy? A, à, là như vậy. Triệu Phi Vũ nói một lần kỹ càng về những cái tên này. Còn có việc này sao? Nghe xong, tất cả ba đại danh sư đều trừng to mắt, có cảm giác như là đang nằm mơ. Đánh man thú một trận là có thể thuận lợi thuần phục, đánh người ngất xỉu là có thể chỉ tổn thương, mặc kệ trận pháp gì cũng chỉ dùng một gước là có thể phá giải. Sao càng nghe càng cảm thấy không có khả năng chứ? Chỉ là, dường như tên này không thể dùng lẽ thường để phán đoán, nếu không, nhất định sẽ phát điên. Đã có nhiều tiền lệ như vậy, có lẽ, ngây người như vậy thật sự có thể là một loại phương pháp đọc sách kỳ lạ. Chỉ là, coi như thủ đoạn đặc thù, chỉ nhìn một tờ như vậy thì cũng vô dụng a. À. Sau khi hết khiếp sợ, thứ càng nhiều hơn trong lòng bọn họ chính là nghi hoặc coi như cái gọi là phương pháp ngây người đọc sách của ngươi rất nghịch thiên, có thể rất nhanh đã nhớ kỹ nội dung trong đó. thế nhưng chỉ cầm một quyển sách đã không buông tay, ngay cả một trang cũng không lật, thì sao có thể nhìn thấy nội dung khác chứ? muốn nhớ kỹ tri thức trong sách, đầu tiên phải lật giấy a h. giống như trước khi muốn kiếm sống thì phải có cơm vậy, chỉ có một cái cái chén không, ăn cái gì mà ăn chứ? Trương sư, chẳng lẽ từ bỏ ở cửa này sao? không chỉ có mấy người mê hoặc những người khác cũng đều lơ ngơ. Liên tục hai quan làm cho hồng sư sắp phát điên. Tất cả mọi người ở phía dưới lại phát hiện ra vị trương sư này rất đặc thù. Biết hắn lợi hại, đương nhiên sẽ càng thêm chú ý. Vốn cả đám cho rằng hắn sẽ giống như những người khác, vừa đến đã nhanh chóng lật thư tịch xem. Đùng năng lực lớn nhất để ghi nhớ, ai ngờ sau khi xuất ra một quyển sách. Lại bất động, hiệu suất cũng quá thấp A. À. Như vậy nhất định so ra sẽ kém những người khác không phải hai cửa trước quá nghịch thiên, tiêu hao sạch tích lũy, đã tới lúc hết thời rồi đo chứ. Không đi quản mọi người phỏng đoán như thế nào, sau khi mở thiên đạo bí tịch chọc thanh cảnh vừa mới hợp thành ra, Trương Huyền nhìn sang, hai mắt lập tức tỏa sáng. Vốn hắn còn nghĩ, thiên đạo bí tịch cấp bậc này có khả năng cần phải đi huyễn vũ đế quốc mới có thể siêu tập được hoàn chỉnh. Không nghĩ tới chỉ cần tham gia cái thi đấu tuyển chọn đã thành công ngoài ý muốn rồi. Bí tịch có, linh thạch cũng đủ, Xem ra muốn tấn cấp đến hóa phàm tứ trọng đỉnh phong có lẽ sẽ rất đơn giản. Thế nhưng, hiện tại đang tiến hành thi đấu tuyển chọn, nhất định không thể trực tiếp tu luyện, bằng không cũng quá kinh thế hãi tục. Hắn đành phải liên tục nhìn nội dung hai lần, hoàn toàn lý giải ý tứ trong đó. Đồng thời còn nhớ kỹ trong đầu, lúc này hắn mới nhìn về phía những quyển sách khác. Không nghĩ tới còn có bí tịch liên quan tới linh hồn. Quét qua trong đầu một lần, Trương Huyền lập tức phát hiện ra có không ít thư tịch liên quan tới linh hồn, trên cơ bản cũng đều là bút ký và lý giải của bản thân Hồng Sư. Hồng Thiền là cường giả hóa phàm lục trọng kiều thiên cảnh, hồn lực mạnh mẽ, có lý giải rất đặc biệt về tu luyện linh hồn. Chính xác, tụ tập những bút ký liên quan tới linh hồn này vào một chỗ, lại tiến hành dung hợp với công pháp mà mặc hồn sinh cho hắn. Rất nhanh, một quyển sách đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Công pháp phù hồn hóa phàm cảnh ngũ trọng không nghĩ tới khảo thí lại lấy được hai quyển thiên đạo công pháp. chương 1022, ngây người đọc sách Pháp 2. Trong lòng Trương Huyền tràn ngập kích động. Vốn hắn cho rằng chỉ là một khảo hạch bình thường, dần dần từng bước tham gia là được rồi. Dù thế nào hắn cũng không có nghĩ đến, năm ngàn thư tịch vô cùng chân quý này lại có thể giúp hắn hoàn thiện hai công pháp cấp bậc thiên nói. Chỉ cần có thời gian rảnh rỗi tu luyện, tất nhiên thực lực còn có thể có tăng vọt trên phạm vi lớn hợp thành hai bộ công pháp, nội dung còn lại sẽ không có quá nhiều tác dụng nữa. Tinh thần quét qua, nhìn toàn bộ một lần, cũng không tìm được nội dung khiến cho hắn có hứng thú nữa. Lúc này hắn mới rời khỏi thức hải. Mới qua 10 phút đồng hồ. Thần trí trở lại thân thể, mới phát hiện ra mới qua thời gian 10 phút đồng hồ. Một canh giờ mới trôi qua không đủ một phần 10 thì hắn đã nhìn xong và nhớ kỹ toàn bộ nội dung. Nếu như bây giờ trực tiếp chạy tới nói không xem xét nữa, Đoán chừng không chỉ những người khác mà ngay cả Hồng sư cũng sẽ bị hù chết tại chỗ. Chỉ là, nếu như không đọc sách thì cũng không thể đứng vô vị ở chỗ này a. À. Quên đi, dù sao cũng có nhiều thời gian, vậy thì công bằng một chút, để xem ta có thể nhớ kỹ những nội dung này hay không. Đã không thể rời khỏi, dù sao cũng nhàn rỗi, không bằng cứ giống như những người khác, thử một chút. Để xem trong khoảng thời gian còn lại, hắn có thể nhớ kỹ bao nhiêu được bản. Đương nhiên dùng tinh thần ở trong thức hải liếc nhìn, làm như vậy, không chỉ nhớ kỹ nhanh mà tốc độ lật xem cũng nhanh hơn bình thường không biết gấp bao nhiêu lần, hiệu suất gia tăng rất lớn. Nghĩ đến là làm, cũng không xoắn suýt nữa. Tinh thần Trương Huyền lần nữa trở lại thư viện, cầm lấy thư tịch, thuận tay mở ra. Xoạt xoạt xoạt, lúc trước thực lực của hắn vẫn chỉ là thông huyền cảnh. Khi đó đọc sách ở thức hải đã nhanh hơn mấy lần, mấy chục lần so với bên ngoài. Hiện tại vô hồn đã mạnh mẽ, muốn xem xét tự nhiên càng thêm thuận buồm xuôi gió. 5.000 quyển sách, rất nhiều danh sư phía ngoài mới nhìn được mấy quyển thì hắn đã nhìn và nhớ kỹ toàn bộ. Sau khi xem xong, hắn lại thuận tay lật xem từng cuốn một. Mấy tháng qua không ngừng siêu tập thư tịch, số lượng hơn ngàn vạn bản cũng có. Hắn chưa có thời gian xem xét, đã có thời gian như vậy, có thể nhìn bao nhiêu thì nhìn bấy nhiêu a. À. Ngay khi hắn đang đọc say xưa, không biết đã nhìn qua bao nhiêu thư tịch thì lại lần nữa nghe thấy thanh âm trong trẻo của hồng sư vang lên được rồi thời gian đã đến chư vị xin buông thư tịch trong tay các ngươi xuống nghe được cuối cùng cũng đã tới thời gian lúc này trương huyền mới thở phào nhẹ nhõm ý thức quay về để thư tịch xuống tịch lại nhìn lại những người khác lúc này vẻ mặt của tất cả mọi người đều có chút mệt mỏi khuôn mặt có chút tái nhợt một canh giờ nhớ và đọc thuộc lòng cường độ cao xem như là danh sư có tâm cảnh khắc độ siêu nhiên, thì cũng có chút không chịu đựng nổi. Người nhớ kỹ được bao nhiêu? 820 bản, người thì sao? Ta thì rất nhiều, đã nhớ được 917 bản. Đặt thư tịch xuống, mọi người đi về phía trước mặt hồng sư, vừa đi vừa hạ giọng thảo luận. Hồn lực khắc độ đạt tới 10.0 trở lên, trên cơ bản đọc sách đã có thể gặp qua là không quên được. Chỉ có điều, muốn nhìn hết toàn bộ nội dung của thư tịch, lại còn phải nhớ kỹ, độ khó vẫn rất lớn. Danh sư tứ tinh, một canh giờ nhớ được 8-900 bản đã coi như là tốc độ đỉnh phong nhất rồi. Trương sư, người nhớ được bao nhiêu? Nhược hoan công tử đi tới trước mặt. Ta, sợ nói thật sẽ hù chết tên tiểu tử trước mắt này, Trương Huyền đành phải gãi gãi đầu. Không kém người bao nhiêu đâu. Sắp xỉ, ta xem được 1,240 bản, người cũng nhớ được hơn 1,200 bản hay sao? Nhược hoan công tử có chút nghi hoặc dựa theo biểu hiện nhất quán của trương sư, có lẽ sẽ rất nghịch thiên a, à, giống như hắn. Sao hắn lại có cảm giác không thể tin được vậy chứ? Ừm, có lẽ không kém nhiều, đúng rồi, cửa này khảo hạch ai nhìn được nhiều, ai nhìn không nhiều đúng không? Trương huyền có chút nghi ngờ nhìn qua. Đã khảo hạch trí tuệ và trí nhớ, như vậy chỉ xem thư tịch cũng là vô dụng, còn cần phải nhớ kỹ. Nhưng đối với việc ai nhớ kỹ nhiều, ai nhớ kỹ ít? phán xét như thế nào có nhiều thư tịch như vậy cũng không thể đọc thuộc lòng từng chữ từng chữ ra a à. ta cũng không biết hẳn hồng sư sẽ nói rõ a à. nhược hoan công tử cũng không biết rõ nếu như muốn công bằng như vậy phải đọc thuộc lòng hoặc là chép lại thế nhưng đây chỉ là một vòng đấu vòng loại trong thi đấu danh sư không có khả năng tốn mấy ngày đi làm loại chuyện như thế này lại nói phải nhớ được bao nhiêu bản mới tính là hợp cách hơn nữa trừ việc số lượng mỗi một quyển sách không giống nhau, chỉ riêng nội dung cũng có sai lầm rất bất công. Kỳ thật, không chỉ hai người nghi hoặc mà những người dự thi khác cũng đều lơ ngơ. Ha ha, có phải mọi người đang lo lắng, phải khảo hạch như thế nào mới có thể công bằng công chính hay không? Dường như đã nhìn ra nỗi nghi hoặc của mọi người, Hồng Sư cười cười. Yên tâm đi, ta đã đưa ra tỉ thí như vậy thì tự nhiên sẽ có phương pháp phán quyết. Phút sâu, Hồng Sư nhướng mày nói. Ta đã khảo nghiệm qua, danh sư tứ tinh sơ kỳ bình thường. Dùng một canh giờ có thể nhớ được 500 quyển sách là tốt rồi. 600 bản đã xem như hợp cách, mà các ngươi là người nổi bật trong tất cả thế lực lớn, bên trong danh sư tứ tinh cũng được cho là tồn tại khá cao, không ở trong đám này. Trải qua qua nhiều lần nghiệm chứng, ta đã định ra tiêu chuẩn cho các ngươi. Đạt tới 800 bản, xem như thông qua khảo hạch, không có nhớ được nhiều như vậy. Vậy thì ngại quá, chỉ có thể tiếc nuối rời khỏi mà thôi. 800 bản Trong đám người, sắc mặt hơn 10 vị thanh niên tái nhợt. Rất hiển nhiên, lượng thư tịch bọn họ đọc thuộc lòng vừa rồi số không có nhiều như vậy. Đương nhiên, 800 vốn chỉ là một con số không rõ ràng, có người cảm thấy độ dày của các thư tịch không giống nhau. Độ khó đọc thuộc lòng cũng không giống, không thể qua đúa cả nắm được. Cùng là 800, nếu như chuyên môn chọn quyền mỏng đọc, như vậy có có một ít người ngay cả 600 bản cũng không bằng. Hồng sư nói tiếp: "Bởi vậy, vì công bằng, ta cũng đã xin bảo vật từ tổng bộ." Đào Hà chi thư. Chương 1023, Đào Hà chi thư 1. Đào Hà chi thư, đó là cái gì? Ta cũng không biết. Có thể khiến cho Hồng sư hướng xin từ tổng bộ, nhất định không đơn giản. Đúng vậy a. À. Nghe thấy cái tên Đào Hà chi thư rất nhiều danh sư dưới đài đều có vẻ mặt mờ mịt. Thứ này, tất cả mọi người chưa từng nghe qua, ngay cả đám người khang đường chủ, tô sư cũng không hiểu ra sao, không rõ ràng cho lắm. Chư vị đều là danh sư, chắc hẳn đều đã từng nghe nói qua, tri thức không chỉ là văn tự và tin tức, cũng có trọng lượng riêng của. Thấy mọi người không hiểu, Hồng Sư nói tiếp. Lời này ta đã nghe nói qua. Học tri thức càng nhiều thì tâm tính cũng càng trầm ổn, khí chất cũng sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt. Tích lũy tri thức càng nhiều thì linh hồn sẽ trở nên càng thêm nặng nề. Truyền thuyết có nói, Khổng Sư năm đó bản chân vừa đặt xuống thì mặt đất cũng phải lún xuống. Biển cũng vì đó mà phải nghiêng, cũng là bởi vì tri thức trong cơ thể người là bao gồm của một giới, không người nào có thể so sánh. Đúng vậy a, à, về sau Khổng Sư đạp không mà đi, thực lực của 72 học sinh chân truyền cũng không kém gì người thế nhưng đều không có loại lực lượng trấn áp bát hoang kia. Mọi người thảo luận, Trương Huyền cũng không nhịn được gật đầu. Mặc dù sự tích khổng sư hắn không biết được quá nhiều. Thế nhưng trong các thư tịch mà hắn nhìn qua cũng từng có tri thức giới thiệu về trọng lượng. Thứ này, mặc dù là một loại tin tức, thế nhưng học càng nhiều thì càng có thể khiến cho độ hàm dưỡng của người ta gia tăng, tâm tính cũng sẽ trở nên nặng hơn. Có trọng lượng, đương nhiên cũng có thể đo lương vì vậy cũng có vật phẩm tương ứng, chính là đào hà chi thư này. Hồng sư nói tiếp, đãi tận cắt sông nhìn thấy chân kim, đẩy mây mù ra nhìn thấy trang sáng. Đào hà chi thư, đo lường xem con người có tri thức có hay không. Có thể vì tiện tháo bỏ lớp ngụy trang của một người. Thứ này là thứ do một vị danh sư bát tinh một vạn năm trước sáng tạo mà thành, ẩn chứa ý thức dò xét sư giả trong đó. Chỉ cần bàn tay xoa lên phía trên là có thể tự động đo lường ra. Trong một đoạn thời gian, nhớ được bao nhiêu tri thức, tất cả đều không thể nào làm bộ. Đương nhiên, chỉ là số lượng tri thức, nó cũng không thể đo lường suy nghĩ và ý tưởng của các ngươi, cho nên cũng không cần lo lắng. Ta từ tổng bộ mượn tới cái này, cho dù chỉ là hạ phẩm. Thế nhưng muốn đo lường cho chư vị tuyệt đối đầy đủ. Đo lường lượng tri thức. Thứ này thật là lợi hại. Đúng vậy a, à, quá nghịch thiên, không hổ là bảo vật từ tổng bộ. Nghe thấy món pháp bảo này có thể căn cứ vào trọng lượng tri thức để đo lường được bản thân học được hay nhiều tri thức, tất cả mọi người đều xôn xao hẳn lên. Lão sư cho bố trí nhiệm vụ và công việc cho học sinh, học sinh lười biếng không hoàn thành. Như vậy lão sư cũng không có cách nào kiểm tra được. Có thứ này thì sẽ đơn giản, chỉ cần dò xét một chút, phát hiện ra lượng tri thức không đủ, như vậy đã cho thấy học sinh không có học tập. Đào Hà Chi Thư chính là thứ căn cứ vào nguyên nhân này mới được sáng tạo ra. Nói đến đây, Hồng sư con ngón tay búng một cái, một quyển sách xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sách không lớn, toàn thân trắng như tuyết, lại ẩn chứa sóng linh khí mãnh liệt, vừa nhìn đã biết là một kiện bảo vật cấp bậc không thấp. Đặt thư tịch ở trên mặt bàn trước mặt, Hồng sư lần nữa nhìn về phía mọi người rồi nói: "Đào Hà chi thư, có thể đo lường lượng tri thức, đưa ra phản ứng." Từ đó phóng ra quang mang bảy màu, theo thứ tự là đỏ, cam, vàng, lục, thanh, lam, tím. Mỗi một cấp bậc đều tương ứng với 800 bản thư tịch. Nói cách khác, phát ra hồng quang, như vậy đã nói rõ người thông qua khảo hạch. Phát ra ánh cam, nói rõ người đã nhớ được tri thức trong 1.600 quyển sách, cứ thế mà suy ra. Khảo hạch của chúng ta là đơn giản nhất, chỉ cần đụng vào thư tịch, để nó phóng ra hồng quang là coi như thông qua. A, à, hóa ra đơn giản như vậy. Thứ này, công bằng công chính, không có người nào dám dị nghị. Nghe Hồng Sư giải thích xong, mọi người như bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời gật đầu. Nếu là bảo vật từ tổng bộ, như vậy nhất định không có vấn đề. Hết rồi. Không giống như mọi người đang cao hứng, mắt Trương Huyền tối sầm lại, thiếu chút nữa đã ngất đi. Sớm biết đồ chơi này tự động đo lường như vậy thì hắn sẽ không nhìn nhiều sách như vậy. Trong vòng một canh giờ, người khác chỉ đọc mấy trăm quyển, nhiều thì chừng một ngàn bản. Mà hắn ở trong thư viện, dùng linh hồn quan sát, tốc độ cực nhanh. Cho nên đã đọc sắp xỉ hơn 20 vạn bản. Vốn hắn cho rằng chỉ là khảo thí, có thể lựa chọn che giấu hay không che giấu, trả lời hay không trả lời, muốn điệu thấp cũng chỉ trong một suy nghĩ. Không nằm trong sự khống chế, như vậy còn giấu giếm thế nào chứ? Căn bản không che giấu được a hát. Nên làm cái gì đây? Được rồi, hiện tại bắt đầu đo lường, trong các người ai tới trước. Bên này vẻ mặt trương huyền xoắn suýt, bên khác hồng sư vuốt râu rồi nhìn về phía mọi người. Cái này, cả đám nhìn nhau, mọi người trần chờ một chút, đột nhiên đồng loạt nhìn về phía Trương Huyền đang ở cách đó không xa. Không bằng, vẫn là Trương Sư tới trước đi. Đúng, Trương Sư, người kiểm tra trước đi, chúng ta không vội. Mấy người cười nói, Trương Huyền còn chưa kịp nói chuyện thì Hồng Sư ở bên cạnh lảo đảo một cái, thiếu chút không có thổ huyết. Các ngươi không vội là vì muốn chờ người này gây ra chuyện, khi đó các ngươi có thể nhẹ nhõm qua ải đi. Như vậy, đương nhiên các ngươi không vội, nhưng ta vội a à hát. Hơi đỏ mặt, hắn vội vàng vẫy tay. Quên đi, chúng ta dựa theo tuổi tác để sắp xếp đi, từ lớn đến nhỏ, Trương sư cuối cùng. Không phải hắn không muốn để cho tên này lên, mà tên này thực sự quá dọa người. Chương 1024, Đào Hà chi thư 2 nếu như thực sự để cho hắn lên trước thực sự không biết đào hà chi thư này có thể tổn hại hay không quỷ vực huyễn thành là đồ vật của hắn dị linh tộc nhân cũng là thứ hắn tự tay bắt lấy coi như tổn thất thì cũng có thể nghĩ biện pháp giải quyết thế nhưng thứ này là mượn từ tổng bộ một khi hư hại hắn không chịu nổi a hát ta cuối cùng không nghĩ tới đường đường là danh sư cấp bậc ngũ tinh lại bị hắn dọa cho sợ đến như vậy trương huyền lắc đầu có chút dở khóc dở cười Cuối cùng thì cuối cùng cũng không ảnh hưởng gì lớn đối với hắn, chỉ cần có thể qua ải là được, không cần thiết phải xoắn suýt trước sau làm gì. Hiện tại hắn vẫn nên suy nghĩ thật kỹ, phải làm thế nào mới có thể che giấu lượng tri thức vừa rồi đã học được. Nghe thấy quyết định này, mấy người Khang Đường chủ cũng tràn ngập im lặng. Có thể ép người có trách nhiệm khảo hạch không dám để cho ngươi lên, Trương sư, người thật sự là người đầu tiên a. À. Đã xác định quy củ, như vậy chuyện còn lại sẽ rất đơn giản người khảo hạch thứ nhất chính là vị danh sư có tuổi tác lớn nhất người dự thi từ Minh Hạ Đế Quốc. Vị danh sư này cũng xếp hạng trong 10 vị trí đầu của tiềm lực bảng, một thân tu vi đã đạt đến trọc thanh cảnh đỉnh phong, hai mắt như điện. Sau khi nghe thấy Hồng Sư bảo hắn tới trước đo lường, hắn lập tức nhấc chân đi tới trước mặt đào Hà Chi Thư. Ánh mắt mọi người cũng tập trung tới đây. Hít sâu một hơi, bàn tay của vị danh sư này sờ một cái vào trên sách rồi lập tức thu lại. Thư tịch màu trắng như tuyết trong nháy mắt lắc lư hai lần, ngay sau đó lại phát ra một tiếng thanh minh, một đạo hồng quang lập lòe xuất hiện. Hồng quang đã thông qua. Đúng vậy a, à, quá tốt rồi. Có thể đo lường lượng tri thức đã học tập, món bảo vật này quả nhiên quá mạnh mẽ. Nhìn thấy Đào Hà Chi thư thực sự giống như lời giới thiệu của Hồng sư, tất cả mọi người đều tràn ngập kích động. Bên trong nhận biết của rất nhiều người, pháp bảo đều dùng để chiến đấu hoặc là tu vi tăng cao thế nhưng dùng để đo lường số lượng tri thức học được, đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy. Vừa rồi ngươi đã nhìn bao nhiêu quyển sách? Hồng Sư hài lòng gật đầu, hỏi. Bẩm báo Hồng Sư, ta nhìn được 1,238 bản. Vị danh sư này gật đầu nói. Ừm, không tồi, gật đầu tán dương, Hồng Sư tuyên bố thành tích. Liễu tuyển của Minh Hạ Đế Quốc thông qua, kế tiếp, Trương Minh Trí tới từ hàng xa Đế Quốc. Nghe thấy tiếng gọi, người thứ hai đã đi tới, vị trương minh trí này mặc dù tuổi tác chiếm cứ vị trí thứ hai trong chúng nhân. Thế nhưng thực lực chân thật cũng chỉ có hóa phàm tứ trọng sơ kỳ, cũng không quá nổi bật. Đi tới trước mặt, hắn đưa tay ra. Chỉ là, không giống như vừa rồi, đào hà chi thư không có bất kỳ phản ứng gì, giống như bàn tay của hắn căn bản không có đụng vào bên trên đào hà chi thư vậy. Xem ra không có nhìn được tới 800 bản A. Chờ một hồi, thấy thư tịch không có động tính, tất cả mọi người đều lắc đầu ta chỉ xem được 771 bản, Trương Minh Trí cười khổ giải thích. Vốn hắn cho rằng khoảng cách với 800 chỉ kém một chút, có lẽ có thể đục nước béo cò. Hiện tại xem ra, đào hà chi thư vô cùng mạnh mẽ, hắn căn bản không có khả năng gian lận. Ừm, Hồng Sư gật gật đầu. Trương Minh Trí chưa thông qua, mất đi tư cách tham gia thi đấu. Kế tiếp, có ví dụ trước mặt, tất cả mọi người đều biết đào hà chi thư này rất thần kỳ, Dựa theo sắp xếp tuổi tác mà nhau nhau tiến lên đo lường. Một canh giờ sau, 53 người dự thi tham gia tỉ thí, ngoại trừ Trương Huyền, tất cả đã hoàn tất đo lường. Cửa này khảo hạch trí tuệ, quả nhiên không đơn giản như trong tưởng tượng. Đã đào thải trọn vẹn 17 vị, mà những người này đi qua hỏi nhau, tất cả đều không nhớ đủ 800 bản thư tịch, thậm chí có một người chỉ nhớ được 799 bản, cũng không thông qua. Cho nên chỉ có thể ảm đạm rời khỏi. Rất chuẩn nhìn thấy đào hà chi thư xác nhận không sai một ly, ngay cả tranh lệch một hai bản cũng có thể đoán được rõ ràng mà chi tiết, mọi người không kìm lòng được cảm khái một câu. Không hổ là bảo vật từ tổng bộ, quá đáng sợ. Không tính trương huyền, hiện tại người thông qua khảo hạch là 35 người, thành tích cao nhất cũng không phải là người có tiếng ủng hộ lớn nhất như La Tuyền, cũng không phải là người trước đó xem thường trương huyền như Lưu Vũ Trí. Mà lại là người quen biết cũ của trương huyền, Tống Siêu không ngờ lại lóe lên quang mang màu cam, cũng đã cho thấy. Người này đã nhớ được trọn vẹn 1.600 bản. Một canh giờ nhớ được nhiều thư tịch như vậy, gần như là quét mắt một vòng đã nhớ kỹ nội dung, loại trí nhớ này có thể nói là siêu cấp biến thái. Hắn có thể có loại thành tích này, coi như Trương Huyền cũng cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Tên này thoạt nhìn ngốc ngốc. Thế nhưng dù thế nào hắn cũng đều có nghĩ đến phương diện trí nhớ lại có năng lực cường đại như vậy còn nhược hoan công tử, hơn 1.200 bản, thứ tự xem như khá cao. Người cuối cùng, Trương Huyền Trương Sư. Nương theo tiếng la của Hồng Sư, ánh mắt của toàn bộ mọi người đều tập trung lên trên người thanh niên vừa tới đã không yên ổn này. Trương Sư sắp đo lường, ta rất muốn nhìn xem hắn có thể có thành tích như thế nào. Chỉ sợ thành tích của hắn không tốt lắm đâu, vừa rồi khi hắn đọc sách, ta đã nhìn kỹ càng hắn. Hắn chỉ lấy ra một quyển sách, sau đó đứng ở chỗ đó ngây người. 5.000 quyển sách ở trên giá sách, tổng cộng cũng chỉ có lật mấy quyển. Muốn có thành tích tốt, rất khó. Ta cũng cảm thấy như vậy, chỉ là, đây chính là trương sư, hai cửa trước đã nghịch thiên như thế, ta không tin người ta bị đào thải ở cửa này. Chúng ta cứ xem một chút đi. Trải qua hai cửa khảo hạch trước, Trương Huyền đã là tiêu điểm của tất cả mọi người rồi. Tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút xem ra hỏa đánh tan hai cửa trước, Cửa này có thể làm ra hành động thiêu thân gì hay không? Thấy né lâu như vậy mà vẫn đến phiên chính mình, vẻ mặt Trương Huyền rất mất tinh thần. Nửa ngày qua, các loại biện pháp hắn cũng đã suy nghĩ qua, kết quả vẫn như cũ. Không có phương pháp gì cả. Quên đi, cứ như vậy đi. Biết muốn tránh cũng tránh không khỏi, hắn đành phải kiên trì đi tới trước mặt, bàn tay đưa lên trên, sau đó lập tức thu hồi. Ngay sau đó hắn vội vàng nhìn qua muốn nhìn một chút xem có thể phát ra quang mang như thế nào. Chương 1025, thần thức đọc sách pháp 1. Trương Huyền nhìn kỹ, Đào Hà chi thư trước mắt không nhúc nhích, giống như không có động vào vậy. Làm sao lại không có động tính? Chẳng lẽ hắn không có thông qua? Không thể nào, như vậy thì thảm rồi. Đúng vậy a, à, nhưng Trương sư lợi hại như vậy, làm sao có thể ngay cả 800 bản cũng không có nhớ được cơ chứ? Chờ một chút, thấy đào Hà Chi Thư ngay cả một chút phản ứng cũng không có, tất cả mọi người đều sửng sốt. Không có ánh sáng đại biểu cho nội dung nhớ kỹ vừa rồi, như vậy cũng không cao hơn 800 bản. Không đạt tới ghi chép này, như vậy chỉ có một con đường. Đào thải. Nói cách khác, coi như hai cửa trước có biểu hiện nghịch thiên tới đâu thì cũng không có tư cách tham gia tỉ thí sau đó. Điều đó không có khả năng ha. Đáng tiếc, vốn ta cho rằng vị trương sư này lợi hại như thế, nhất định có thể một đường đi tới, thậm chí còn xông vào người vị trí đầu, không nghĩ tới lại thua ở chỗ này. Thế mà không tới 800 bản, quả thực khiến cho người ta ngoại ý. Khi đọc sách ngây người, khi đó cũng phải biết sẽ có kết quả này a. À. Một mảnh xôn xao, có người tiếc hận, có người cười trên nỗi đau của người khác. Dựa theo biểu hiện nghịch thiên từ hai cửa trước, vị trương sư này rất có khả năng vào tới trước mấy. Dù thế nào bọn họ cũng không có nghĩ đến Cửa này đã bị đào thải rất thảm. Cái này, mấy người Khang Đường chủ, Tô sư cảm thấy đầu óc nổ tung, sắp khóc. Vốn bọn họ đang lo lắng, Trương sư sẽ tiếp tục kiếm chuyện, kết quả không có thông qua. Như vậy chẳng phải đồng nghĩa với việc tất cả hy vọng trước kia đều trở thành thất vọng hay sao? Vẻ mặt khó coi, nửa ngày sau, lúc này Khang Đường chủ mới không nhịn được lắc đầu nói. Cuối cùng Trương sư vẫn còn quá trẻ mặc dù có lão sư lợi hại, lại có thiên phú. Thế nhưng đối mặt với khảo hạch chân chính, vẫn không có trầm ổn được. Than thở một tiếng, vẻ mặt cô đơn, giống như trong nháy mắt đã già đi gần 10 tuổi. Vì lần thi đấu này, hắn đã tốn vô số tâm huyết, vốn hắn cho rằng Trương Huyền Lăng không xuất thế, có thể đánh vỡ cục diện mất mặt của vạn quốc liên minh. Kết quả, vẫn giống như trước đây, chỉ là nói chuyện viển vông mà thôi. Vẻ mặt mọi người không đồng nhất, Hồng Sư cũng nhoáng một cái, cảm giác như phát điên. Vị này là ai? Học sinh của Dương Sư A. Mặc dù hai cửa trước khảo hạch làm hắn bối rối mười phần, đầu óc choáng váng, thế nhưng cũng cảm thấy rất đương nhiên. Đệ tử thân truyền của danh sư Bát Tinh, nếu như giống như những người khác, không lộ ra trước mắt người đời thì làm sao xứng đáng với lão sư của mình chứ? Hiện tại, lại bị đào thải. Trước đó mặc đường chủ để lại linh thạch thượng phẩm, mục đích rất đơn giản chính là vì vị trương sư này có thể trở thành quán quân, lại ban thưởng, thuận tiện để lại một nhân tình. Mà bây giờ, đừng nói là quán quân, ngay cả tuyển chọn cũng không có thông qua thì đã bị đá xuống. Về sau đi tới Hồng Viễn Đế Quốc, liệu mạc đường chủ có thể dưới cơn nóng giận dùng một cái tát chụp chết hắn hay không? Còn nữa, coi như dương sư không so đo với hắn, nếu làm ra loại chuyện như vậy thì cũng coi như mình không làm tròn bổn phận a hát. Nước mắt chảy ào ào, Hắn sắp khóc tới nơi. Thông qua, hắn khó chịu, không thông qua, hắn càng khó chịu hơn. Đường Đường là người chủ trì thi đấu danh sư, bị lăn lộn thành như vậy, Trương Huyền cũng coi là người thứ nhất từ trước tới nay. Chỉ là kết quả đã đưa ra, cho dù có nói nhiều hơn nữa cũng là nói lời vô dụng. Nếu không, cái gọi là tuyển chọn cũng đã mất đi ý nghĩa, Hồng Sư đành phải kiên trì nói. Đào Hà chi thư không có toát ra quang mang điều này đã nói rõ trương sư cũng không thông qua chúng ta sẽ nói một chút về nội dung của cửa thứ tư tuyên bố xong đang muốn nói một chút quy tắc của cửa ải tiếp theo thì chỉ thấy tất cả mọi người dưới đài đều mở to hai mắt ra nhìn giống như là hoảng sợ khi gặp quỷ vậy làm sao vậy rất là nghi hoặc hồng sư quay đầu nhìn lại vừa nhìn qua hắn cũng ngẩn người tại chỗ chỉ thấy đào hà chi thư ở cách đó không xa chẳng biết từ lúc nào đã lơ lửng ở trên không trung toàn thân tỏa ra ánh sáng màu đỏ lóng lánh. Hắn đang cảm thấy vì sao màu hồng lại không quá giống với người khác thì đã thấy quang mang xoay một cái, đã biến thành màu cam, sau đó là màu vàng, lục, màu xanh, màu lam, màu tím. Trong nháy mắt, trước mắt giống như có một cánh đồng hoa, lại giống như pháo hoa xinh đẹp nhất, không ngừng lập lè. Bảy loại, màu sắc, đứng tại chỗ, hồng sư như phát mộng. Hắn đã từng nhìn thấy ánh đỏ, ánh cam, ánh vàng, ánh lục, thế nhưng. Bảy loại màu sắc thay nhau luân phiên, cái quỷ gì vậy? Chẳng lẽ đo lường, đào hà chi thư chơi tới cao hứng, thuận tiện tạo ra mấy cái màu sắc để chúc mừng một chút. Lại hoặc là giống như người, thi thoảng co giật, vừa vặn tới lúc A. Thế nhưng, trước đến giờ không có cái tiền lệ này A ah. hát. Có phải là trương sư đã đo xong, đào hà chi thư phân tích nửa ngày. Đến bây giờ mới phản ứng được hay không? Đột nhiên, trong đám người không biết là ai hô lên một cu ớ. Nửa ngày mới phản ứng được, thật hay giả vậy. Không thể nào, khiến cho đào hà chi thư lâu như vậy mới phản ứng được, đây rốt cuộc phải đọc thuộc lòng bao nhiêu bản cơ chứ. Nghe thấy có người nói như thế, phía dưới một mảnh xôn xao. Chỉ là, nếu nói những người khác rơi vào loại tình huống này, N nhất định mọi người sẽ không tin, cảm thấy là lời nói vô căn cứ. Thế nhưng vị trương sư này, quả thực cũng có khả năng tên này ngay cả quỷ vực huyễn thành cũng có thể làm sập dị linh tộc cũng có thể nói đến mức tự sát. cho dù làm cho đào hà chi thư biến thành pháo hoa không ngừng co giật cũng không phải là chuyện không thể nào làm được. giang giác đang nghị luận ẩm ý thì đã nghe trên đài có một tiếng vang giòn rã. đào hà chi thư liên tục tỏa sáng nhiều lần đột nhiên nhoáng một cái đã xuất hiện vết rách từ trên không trung rơi xuống mặt đất vỡ thành hai nửa. ah à nhìn thấy đào hà chi thư chân quý như thế vỡ vụn tất cả mọi người đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lập tức như là hiểu rõ cái gì đấy mà bừng tỉnh đại ngộ. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 1025